Tao gắn Zalo mai con gạo lộc nhận lớp như nào thấy chưa? Thế thằng Bo mai nhắn... đến thôi, mai đến lớp 3 tuổi thôi. Thì Tuyên Quang vẫn học luôn mà. Hello các chị. Hello mọi người. Hello các chị gái. Chia sẻ livestream đi, hôm nay em sẽ có quà tặng. Chia sẻ livestream đi, hôm nay em sẽ có quà tặng VIP cho các bé nhá. Chia sẻ livestream đi, hôm nay em sẽ có quà tặng VIP cho các con. Được chưa ạ? Chị yêu nào vào live rồi nhấn cho em xin nút chia sẻ nào. Vào live rồi nhấn cho em xin nút chia sẻ livestream nào. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em nhá. Chị nào vào live rồi chia sẻ livestream cho em. Em chào chị Quỳnh Như. Hello em chào chị gái Thanh Hồ nhá. Hello tất cả mọi người. Các chị ơi vào live chưa cho em xin nút chia sẻ nào. Vào live chưa cho em xin nút chia sẻ livestream nào. Chưa ạ. Mai thứ hai là gạo bên nhà em bắt đầu đi học rồi. Hello mọi người chia sẻ live đi. Tí nữa em lên váy quà tặng cho các chị. Em chào chị gái Đỗ Hà. Em chào chị Huyền Lê hóng like à. Rồi đây đây chị ơi, dồi ôi mấy nay bận dã man. Mấy nay bận quá nên là toàn lên live muộn thôi. Chia sẻ live stream cho em nha các chị. Chia sẻ live stream cho em nhá. Chị yêu nào mình vào live rồi chấm cho em xin nút chấm. Anh ơi cho em tất cả mẫu váy vào đây. Hôm nay em sẽ có một cái mã gọi là mã váy. Váy này áo cho bé đi học rất là đẹp luôn. Bác nào vào live rồi cho em xin nút chia sẻ live stream đi nào. Chị yêu nào vào live rồi nhấn cho em xin nút chia sẻ live stream nhá. Sao đến bao nhiêu cân rồi? 40 cân. Ủa váy tận 40 cân á? 15 cân đến 40 cân. Có từ 13 hay sao chứ? Các bác ơi chia sẻ live stream. Chia sẻ live stream nay sẽ tặng váy nhá. Tặng váy cho các con. Em chào chị gái Thùy Dương. Em chào chị Hằng Lê. Hello tất cả chị em mình ạ. Hello tất cả chị em mình ạ. Chị yêu nào vào live rồi cho em xin nút chia sẻ nào. Chị yêu nào vào live rồi cho em xin nút chia sẻ. Em chào chị gái Ngọc Bùi. Hôm nay cố gắng chốt hôm nay cho nó đủ size số nhá. Hôm nay cố gắng. Đấy bây giờ em về gần như đủ hết hàng cho các chị này. Gì ạ? Về giày dép này, cặp sách này, quần áo này. Đó, bán phục vụ đủ các con để cho các con vào lớp rồi hôm đi vào đầu năm học mới luôn. Được chưa ạ? Các chị nhìn cho em này, dòng này, toàn bộ 100% là chất giấy xịn sò như này. Chưa ạ? Cái lô này về các chị phải chốt luôn đây nhá. Trời ơi. Đẹp quá mấy chị ơi. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn ạ. Em chưa vào được phần mềm ạ. Đây có quần bò bo gấu, có quần bò bo gấu. Anh ơi quần bò bé trai nữa nhá. Có quần bò. Hôm nay mới có quần bò bé trai thôi. Nay mới có một quần bò bé trai nhưng lại có áo sơ mi bé gái. Đấy. Đấy là mấy cái đầu phần mềm chứ. 40 cân đây nhưng mà đây chỉ đóng cũng còn đóng xe to. Chiều nay chỉ cũng còn đóng xe to. Có thấy chị tập sống khác. Có thấy chị Giang Thu Nguyễn. Có thấy chị gái Quỳnh Phan. Có thấy chị Anh Thị Huỳnh Mai. Chị nào chưa để chế độ theo dõi fanpage, các chị lên cho chế độ theo dõi fanpage cho em ạ. Cứ bị lỗi cơ á. Phải chia sẻ livestream được mới săn được quà không đồng nhá. Còn không là các chị không săn được quà không đồng đâu ạ. Em muốn lấy xỉ quần áo đi học trẻ em à. Lấy xỉ thì gọi video vào số 754 nhá. Đợt này thì đang đóng xỉ rất nhiều. Bởi vì là các chị không đi chợ đầu mối các chị lấy được. Bây giờ làm gì đi được đâu đúng không các chị. Không đi được đâu nên là đang đóng xỉ. Đợt này cũng nhà em cũng toàn cũng thêm được vài xỉ mới. Thêm được vài xỉ mới đóng cũng nhiều. Được chưa ạ? Thành phố Hồ Chí Minh ship được chưa? Chưa chị ơi. Thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này, Bến Tre này, Bà Bến Tre này. Cái gì nữa nhỉ? Đà Nẵng này. Có 5 thành phố không ship nhá. Có 5 thành phố chưa ship được. Các chị ơi chia sẻ livestream nhanh lên, đẹp lắm luôn ạ. Mẫu quần giả váy à? Đúng rồi chị. Em chào chị gái Vũ Phượng nhá. Đấy. Các chị ơi nhìn này. Xinh lung linh. Chị nào từng mua những cái mẫu giả váy của nhà em rồi cho em xin một cái feedback ạ. Cái chất liệu này của em đảm bảo các chị yêu luôn. Nó hoàn toàn là chất bò giấy nhá. Hoàn toàn của em đang là chất bò giấy cho các chị ạ. Quần giả váy chị ạ. Cái dòng này là mặc đi học là thích nhất luôn. Các chị nhìn này. Đấy quần giả váy. Và lưu ý cho em ạ, 100% là chất bò giấy. Các con mặc mềm dễ chịu. Mà riêng mùa đông cái, đối với những cái giả váy này các bé cũng mặc được nhá. Đối với những cái giả váy này là các bé cũng mặc được. Được chưa ạ? Đối với những cái mã giả váy này là các bé cũng mặc được luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì của nó là
đẹp lắm chị ạ. Ok, cảm ơn Tâm Thiện này. Sau có đơn gửi bên Viettel Trang. Ồ rồi, em đang tìm hiểu của em đang tìm hiểu bên GNT. Nếu như mà bên đấy có vận chuyển một số đơn mà bên Bưu điện không nhận thì em sẽ gửi qua bên đấy cho mọi người. Được chưa? Chị chuyển khoản 1 tuần rồi chưa thấy, mọi hôm 3 lần à. Rồi ok chị gái, cố gắng đợi hàng giúp em nhá. Tại vì đợt này thật ra là đợt này hàng đi hơi bị lâu một tí á. Mọi người ơi, đợt này hàng đi hơi bị lâu một tí, chia sẻ livestream lên cho em đi ạ. Chị nào bây giờ cho em hỏi này, chị nào nhận dép rồi, chị nào nhận dép 100.000 đồng 5 đô rồi cho em xin cái cảm nhận được không? Chị nào nhận dép 100.000 đồng 5 đô rồi cho em xin cái cảm nhận được không ạ? Em chào chị Thanh Thủy nhá, em chào chị Quỳnh Phan, em chào chị Lê Thị Kim Phượng ạ. Chị nào vào like bấm cho em xin nút chia sẻ livestream nhá. Vào like nhấn cho em xin nút chia sẻ livestream ạ. Đây các chị ơi, nhìn cho em này. Nó phải nói là em bán cho các chị rẻ dã man. Cái lô này đầu tiên về là bán 74.000 anh nhỉ. Lô này về đầu tiên là bán 74.000 vì nhập đắt. Xong xuống dần xuống dần. Và đến ngày hôm nay thì các chị ơi, quần tan mỡ ra em hết hàng quần tan mỡ rồi chị nhá, em không về hàng quần tan mỡ nữa. Mẫu váy này hiện tại em đang có đủ size từ 15 cân đến 40 cân này. 15 cân đến 40 cân em chào chị Phạm Dung. Các chị ơi lên cho em mã này luôn này. Được chưa? Ngày hôm qua đặt mã gì nhỉ? Mỗi chị yêu mình vào like rồi nhấn cho em xin nút chia sẻ. Em chào chị Yến Hoàng nhá. Các chị lên cho em mã này luôn ạ, nhận dép chưa ạ? Cho em xem dép đi chị, dép thì bán sắp hết rồi. Dép thì bán sắp hết rồi chị ạ. Bưu điện lâu lắm chị rồi, ok chị rồi, để đầu này này em sẽ xem xét lại nha các chị nha. Em chào chị gái lớp Linh. Hello mọi người ạ, đơn của chị kiểm tra đi rồi, ok chị. Cái đơn của chị Minh Nguyệt Lê là kiểm tra chưa nhỉ? Các chị ơi nhìn này. Nó đẹp như thế này, toàn bộ này. Cái mẫu này kể cả mùa đông các con mix với áo len nhá. Mùa đông các con mix với quần tất nhá. Mix bên trong quần tất, bên ngoài chân váy vẫn xinh. Được chưa? Chất riêng cái chất bò giấy này mặc nhìn rất là chất. Không hề bị quê. Các chị comment lên đây cho em mã này luôn. Được chưa? Lên comment vào đây cho em mã này luôn là xả một và kèm số điện thoại. Xả một và kèm số điện thoại cho em ạ. Có size từ 15 cân đến 40 cân em nhận đơn. Nói chung là size 35-40 cân còn ít thôi nhá. Size to bao giờ nhà em thế, vì xỉ nhà em đóng cũng toàn đa số đóng size to. Cái này nó đi theo gì này. Được chưa? Các chị lấy 2 cái em lấy 2 hình, 3 cái em lấy 3 hình nhá. Nó có các hình theo khác nhau nhưng mà nó la lá giống nhau như này. Các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn. Mã này comment hộ em là xả một cách số điện thoại cho em. Các chị nghe giá này 59.000 đồng. 59.000 đồng chị ơi. Toàn bộ là quần giả váy như này. Toàn bộ là dòng quần giả váy cho bé gái như này. Mà size to đúng luôn 59.000. 59.000 đồng. Sao con gạo nó nói to hơn cả mẹ thế nhỉ? 59.000 đồng một cái quần giả váy như thế này. Các chị lên comment hộ em là xả một và kèm số điện thoại nhá. Lấy 2 cái comment 2 cái. Nói chung là chất bò giấy nha các chị nhá. Chất bò này là chất bò giấy đẹp cực kỳ. Hàng này ngày trước ấy, lúc lô đầu tiên em thề với các chị em nhập vào nó là hơn 60 mấy nghìn ấy. Vì bình thường buổi trưa em có xả rẻ nhất cũng là 68.000, 67-68.000 đấy các chị. Các chị ơi, chị Giang Nguyễn Thu ơi, lên hộ em mã này là xả 1-2 cái. Ok chị gái luôn. Xả 1 em chốt cho chị Thùy Dung. Xả 1 em chốt chị Hoa Quỳnh. Xả 1 chị Thùy Dương 2 cái. Chị Giang Nguyễn Thu lên hộ em xả 1 cho chị Vi Oanh Vi có đơn. Comment hộ em mã xả 1 và kèm số điện thoại. Xả 1 và kèm số điện thoại cho em. Em bán trên live cho mọi người luôn. Giá là còn bao nhiêu tiền nhỉ? Giá là còn 59.000 đồng một cái. 59.000 đồng một cái nhá. Ngày mai các chị chọn gì ạ? 2-3 cái em lấy 2-3 hình theo như này. Chạy 2-3 cái lấy 2-3 hình theo như này cho các chị. Comment xả 1. Chị Thương Nguyễn Huế có xả 1. Ok chị gái luôn. Đồ bộ cho bé chị Thiên My không biết được em còn không, tí em sẽ lên ạ. Chị các chị ơi comment hộ em xả 1 ạ. Em bán xả tặng trên Kala cho các chị 59.000 đồng. Chị Quyên Hoàng có xả 1. Các chị công nhận không ạ? Hàng này bình thường em xả buổi trưa. Cái đợt cách đây tầm 2-3 tuần thôi. Thì bình thường em xả, kể cả xả buổi trưa em cũng phải xả là 64.000 đồng một cái, 69.000 đồng một cái. Chứ không có hàng như này đâu ạ. Lô này nó là lô cuối cùng rồi. Các bác đừng có bỏ qua nhé. Toàn bộ là chất bò giấy này. Nhìn thấy nó đã xịn rồi. Ok chị Vóc Lê xả 1. Chị Giang Nguyễn Thu 2 cái. Chị Yến Long 2 cái xả 1. Con mừng em xả 1 kèm số điện thoại. Ok chị gái Vi Vi Oanh có xả 1. Ngày mai lấy như nào báo nhân viên của em. Con mừng xả 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá em bán trên live cho các chị là 59.000 đồng một cái. Xả 1 cho chị Thiêm Cà 2 cái. Áo lơ có hàng. Chuẩn bị áo đi anh ơi. Xả 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Có chân váy đi học, có chân váy. Cái chân váy đen, cái chân váy xếp ly đen còn không anh ơi? Xả 1 cho chị Đinh Phượng. Cầm cái chân váy vào đây đi em, xả luôn 35.000. Lên hộ em xả 1 và kèm số điện thoại. Ok chị gái Thi Trần nhá. Comment xả 1 kèm số điện thoại cho em ạ. Cái này của em là size. Có đủ size luôn nha các chị nhá. Không phải 1 size, 2, 2 size gì cả. Chia sẻ livestream đi để tí em tặng váy không đồng cho bác. Được chưa? Xả 1 cho chị Kim Giang Quảng Ngãi. Ok chị gái luôn. Chị Thi Trần có đơn. Xả 1 chị Vân Đỗ có đơn. Comment cho em mã hàng xả 1. Ngày mai nhớ chú ý nghe điện thoại của em nhá.
comment cho em mã này là mã xả 1 và kèm số điện thoại cho em. Chị Trần Huê, ok chị gái mình. Xả 1 cách số điện thoại nha các chị gái nhá. Đẹp lắm luôn. Toàn bộ là quần giả váy, chất liệu là bò giấy. Bò giấy ưu điểm của nó sẽ là vừa mềm, không mùi hôi, mặc lên phát là nhìn chất luôn rồi. Được chưa? Không phai màu. Comment vào đây cho em xả 1 kèm số điện thoại em qua mã này. Ok, chị Minh Nguyệt Lê có xả 1, chị Mưa Sao Băng có xả 1 2 cái. Các chị gái lên giúp em xả 1 kèm số điện thoại nhá. Giá em bán trên live cho các chị là còn 59.000 đồng. 59.000 đồng một cái xả 1. Chị yêu nào lấy xả 1 comment xả 1. Ok, chị Trinh Nguyễn để lại số điện thoại cho em đi ạ. Ok, chị Tuyết Điệp có xả 1. Ok, chị gái Thùy Trần có đơn xả 1. Xả 1 này em có size 40 cân nhá. Xả 1 nhưng mà cái size mà tầm size to to thì em ít hàng thôi. Nó chỉ có vài di thôi. Chị nào lấy xả 1 comment em xả 1 kèm số điện thoại. Giá em bán trên live cho mọi người là 59.000 đồng. 59.000 đồng xả 1. Mọi người comment xả 1 hộ em cái. Xả 1 59.000 đồng. Cho em xin áo bé đi. Chia sẻ livestream của em ạ. À. Ok, chị Tuyết Điệp có xả 1 rồi. Các bác ơi chia sẻ livestream lên cho em nào. Được chưa? Chia sẻ livestream lên cho em. Ok, chị Kim Liên có xả 1. Xả 1 cho em ạ. À. Áo sơ mi màu trắng có, chị Linh Trúc có 30 cân. Chị Trần Nhung ơi, xả 1 của em là từ 15 cân đến 40 cân. Các chị chốt hôm nay đi cho nó đủ size. Comment hộ em xả 1 và kèm số điện thoại nhá. Giá em bán cho các chị yêu là còn 59.000 đồng. 59.000 đồng một cái xả 1. Được chưa? Em chia sẻ bị lỗi rồi ạ. Mỗi người mỗi chị yêu vào nay cố gắng cho em xin nốt chia sẻ nhá. Ok, chị Lộc Kiểu có xả 1, chị Kiều Vi có xả 1 2 cái. Em chào chị Anh Nguyễn nhá. Lên của em là xả 1 kèm số điện thoại. Ok, chị Hồng Hạnh Dinh có xả 1. Chị yêu nào lấy xả 1 comment xả 1 em đã bảo nhá. Hôm nào em nói nó là những cái mã đầu like giá tặng thì các chị cứ để ý xem, kể cả buổi trưa em có xả em cũng không thể xả rẻ hơn được. Bởi vì đấy là sát cái giá mà em nhập vào rồi. Được chưa mọi người? Comment của em xả 1. Ok, chị gái Nguyệt Đào, ok chị Hoàng Hồng có xả 1. Tiếp tục em lên quần bò bé trai. Chất bò này là chất bò nhung. Chất bò này là chất bò nhung các chị nhá. Lưu nhìn cho em này. Chất bò nhung. Trời ơi. Cái màu đen này là bé trai này có size bao nhiêu cân anh ơi? Ở những cái lô mẫu mới này cầm nhanh vào đây đi. Chia sẻ livestream cho em nha các chị gái nhá. Lên cho em mã này luôn là xả 2. Quần bò đen cho bé trai. Cái chữ các chị nhìn này, cái chữ dập nổi này. Đến 26 cân thôi á. Mẫu này đâu đấy? Đây. Màu đen là từ 17 đến 30 cân. 17 cân đến 30 cân, 16 cân đến 30 cân cũng được. 16 đến 30 cân các chị lên cho em mã này, toàn bò nhung thôi, đẹp lắm luôn các chị. Ra ngoài các chị mua trăm mấy. Em bán này. 75.000 một quần. 75.000 một quần. Nhá các chị nhá, 75.000 đồng một quần mã này. Hàng đang full size. Ok, chị Kim Liên, Kim Liên có đơn xả 1 rồi. Em chào chị Hoàng Hồng. Áo màu vàng, anh ơi cho em xin mấy cái mẫu áo mới vào đây đi. Cái này các chị lên cho em mã này luôn ạ. Đợi em một tí, áo mới này nhiều lắm. Đợi em một tí nhá. Ok, chị Đinh Phượng có xả 1. Các chị lên cho em mã này luôn là xả 2 và kèm số điện thoại cho em. 16 cân nhá. Các chị nhìn này, cái chữ này của em nó dập nổi này. Đấy, xả 2 toàn bộ là chất bò nhung. Ba lô xanh đằng sau lớp 5 có dùng được chị ơi. Sơ mi có nha chị Linh Trúc. Đợi em một tí. Lên cho em mã này luôn là xả 2. 75.000 một quần. Được chưa? Em lời rất là ít, thế nên là chị nào mình xác định mình đặt hàng mình ăn chốt nha. Comment xả 2 cho em, 17 cân. 17 cân cho bé đến tầm khoảng là 26 cân. À đến 30 cân chứ, xin lỗi các chị. 17 cân đến 30 cân. Các chị lên cho em mã xả 2. Rồi ok, chị Dung Nguyễn có đơn chị Dinh Nguyễn có đơn xả 1, chị Đinh Phượng có đơn xả 2. Các chị lên cho em mã xả 2 và kèm số điện thoại này. Xả 2 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 75.000 toàn bộ là chất bò nhung nhá. Toàn bộ cái này của em là chất bò nhung. Các chị yêu comment cho em mã xả 2 cách số điện thoại cho em. Lấy 2 cái, 3 cái tùy mọi người, em lấy 2 3 hình chất đẹp lắm luôn mọi người ơi. Xả 2 kèm số điện thoại cho em 75.000 đồng. Nước giặt em còn chị Ngọc Nguyễn. Lên mã là nước giặt và kèm số điện thoại giúp em. Chị yêu nào chốt cái mã này comment xả 2 nhá. Kèm số điện thoại cho em. Xả 2 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Mẫu này có 1 di thôi đúng không? Mẫu này còn ít thôi này. Mẫu này em sót kho còn lại 1 di màu trắng. Chợ hôm trước nó có màu vàng, màu hồng. Hôm trước có màu vàng, màu hồng, màu gì ấy nhỉ? Hôm trước có mấy màu. Hôm nay nó còn có mỗi di màu trắng thôi, em xả lốt. Cái mẫu này là chị nào có size mình mặc, chị nào có bé mặc vừa, à, chị nào chốt được hoan hỉ cho em thôi. Em xả lốt các chị 65.000. 18 đến 23. 18 đến. Cái này em chỉ còn size từ tầm 17 cân 6 tuổi. 17 cân 6 tuổi cho đến 23, 24 cân. Các chị comment vào đây cho em mã này luôn. 33 cân đấy chị Huyền Lê, xả 2 ok chị Hoàng Hồng. Comment cho em mã này luôn là xả 3 và kèm số điện thoại này. Xả 3 còn đúng 1 di thôi phải không anh ơi? Xả 3. Em còn sót kho đúng 1 di nữa nhá. Hôm trước nó có màu vàng, màu gì nữa đấy. Bây giờ nó còn mỗi 1 di, xả lốt các chị 65.000. Được chưa? Xả 3 và kèm số điện thoại cho em.
size đến 23-24 cân. Được chưa? Có size S, M, L, 2XL. Quần bò vừa rồi 75.000. Lên cho em mã này luôn là xả 3 và kèm số điện thoại. Xả 3 và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán trên like cho các chị yêu là còn 75.000. Ok, chị Nguyễn Huyền có đơn. Rồi xả 2 cho chị Vũ Thơ có đơn. Lệ à, chị bé xứ có đơn. Cái này các chị lên cho em mã xả 3 nhá. Xả 3 này là em không đọc đâu. Xả 2 cho chị Huyền Lê. Ok, chị gái chị vàng xứ xả 22 quần. Cái này lên cho em xả 2 à, xả 3 và kèm số điện thoại không đọc tên nhá. Nay lên quần bò bé trai đã lên rồi. Minh Hậu ơi có nghe đây. Hả? Cái gì? Áo trắng này lốt 65.000. Cái quần bò xanh này có size bao nhiêu cân? Cái mẫu này em áp hết rồi này. Xả 3 rồi, ok chị gái luôn. 18 đến 26. 18 đến 26 cân. Ui dồi, chất nó đẹp thế. Quần bò bé trai 18 cân đến 26 cân này các chị nhìn này. Rồi ôi chất đẹp dã man luôn, 75.000 mã xả 4. Được chưa? Xả 3 rồi, ok các chị lên mã cho em. Lên trên mã này là mã xả 4 và kèm số điện thoại. Xả 4 và kèm số điện thoại cho em 18 cân. 18 cân đến 26 cân. Các chị comment nhanh xả 4 nha, không ngày mai nó lại lẻ sai. Ơ sao xả 4 cái màu xanh này hôm nọ. Chiều nay em thấy đem đóng hàng rất là nhiều cái vệt vệt khác nhau mà. Cái kia là bo ống. Cái kia là bo ống à? Cái này các chị lên cho em xả 4 nha. Rồi ok chị Thần Nông comment cho em mã này là mã xả 4 các chị nhìn này. Nhìn cho em này. Xả 3 em chỉ còn đến size còn có 1 ri thôi các chị, mẫu đấy hết hàng rồi. Mã này các chị lên cho em xả 4 lấy 2. Cái này thì tạm thời lên một cái vệt này đấy nhá. Xả 4 cho chị Đinh Phượng. Ôi trời đẹp quá. Chị Quỳnh Ngọc ấy, em bảo là dồn vào đơn chiều nay mà. Chiều nay nhà em không like xong là không kịp gọi đơn nào luôn. Tại vì là em đóng xỉ thật sự luôn các chị, là dạo này xỉ là không. Ngày xưa là có những chị là lấy cho em kiểu như lấy lảng vảng, một tháng một lần hai lần. Nhưng mà bây giờ kiểu như không ai đi đâu đóng hàng được cả. Không ai đi chợ đầu mối nào đóng hàng được cả. Lên toàn gọi video. Kể cả gần nhà em, cách nhà em còn khoảng 2-30 cây. Mọi khi là toàn phi xe máy hoặc phi ô tô đến nhà lấy thôi. Nhưng mà đợt này cũng toàn gọi video thôi. Nên là xong là có mấy bạn cũng phải ra hộ em. Nên là hôm nay không ai gọi được điện cho các chị. Thông cảm nha, ngày mai nhà em gọi. Các chị lên cho em má này luôn là xả. Ok chị gái Thảo Ngọc xả 4 cho em. Cái mẫu này quá tuyệt vời đẹp luôn các chị ạ. Xả 4 75.000 một quần. Nhưng không phải vì đắt hàng mà em bán hàng đắt lên cao đâu nhá. Toàn bộ cái này em lời rất là thấp. Thế nên là chị nào mình cảm thấy mình nghe được điện thoại, mình xác định chốt đơn, mình em đặt hàng, comment cho em xả 4 cách số điện thoại. Giá em bán 75.000 đồng. Chà, áo vừa mặc đẹp lắm luôn. Xả 4 kèm số điện thoại cho em 75.000 đồng một cái. 75.000 đồng một cái xả 4, comment xả 4 hộ em. Chà, xả 3 rồi, xả 3 thì em không dám đọc tên đâu. Xả 4 cách số điện thoại. Áo sơ mi vàng đằng sau như còn toàn size bé rồi, dưới 20 cân rồi. Sơ mi vàng đằng sau còn toàn size bé thôi. Lên mã là xả 4 và kèm số điện thoại cho em. Xả 4 và kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào vào nay rồi nhấn cho em xin nút chia sẻ. Ok chị Bình Nguyễn có xả 4 ạ. Quần bò có size 16, 17 cân trở lên nhưng mà dưới 6 tuổi là vừa nhá. 6 tuổi là vừa. Xả 4 kèm số điện thoại, bút chì bút chương mang lên nhanh nhanh. Xả 4 cho chị Đào Trần. Xả 4 và kèm số điện thoại cho em. 16 cân phải tầm 5-6 tuổi mới mặc được nhỉ mẫu này anh nhỉ. Không, cái này quần bò xanh cơ mà. Chất đẹp lắm. Các chị nhìn cái chất của nó này. Nhìn dáng may của nó này, xịn sò luôn. Cái mã này các chị lên xả 4 cho em nhá. Xả 75.000 đồng, xả 3 ok chị gái luôn. Quần mặc hôm trước bán đầy đấy chị. Quần mặc hôm trước xả xuống còn 30.000. Chả biết còn cái hình như hôm trước còn hai cái màu đen sao nhỉ. Chả nhớ là còn không đâu. Cái mã này các chị lên tiếp này. Em còn mấy lốc bút chì này lốt thôi nhá. Em không về bút chì nữa đâu vì sát năm học rồi. Ví dụ như tuyên quang bọn em là ngày mai bắt đầu được rồi, bé bắt đầu nhập trường rồi. Thế nên là các chị ơi, em sẽ không về hàng này nữa. Chị nào chưa chốt thì chốt đi. 18.000 đồng một hộp bút chì. Bút chì toàn bộ là bút chì 2B. Ok chị gái Tào Nga có đơn. Lấy hai cái thì comment hai cái nhá. Cái này các chị lên cho em má này luôn ạ. Rồi ok chị Nguyễn Huyền. Cái quần bò bé còn cái mẫu nào 30 cân cầm nốt vào đây chị. Lên cho em má này luôn. Má này comment hộ em bút chì 2B nhá. Toàn bộ bút chì 2B. Được chưa? Của hàng Thiên Long. Một hộp này của em là 10 cây này. Một hộp này của em là 10 cây bút chì. Em bán 18.000 đồng. Chị Hoài Thu ngoài Bắc thích nhỉ. Ổn hơn chị ạ, à, ổn hơn một chút chị ơi. Cái này các chị lên đơn bút chì cho em và kèm số điện thoại. Chị Hoài Thu ơi, cố gắng lên nhá. Lên cho em mã này luôn. Thật ra bây giờ cũng chỉ biết động viên các chị trong Nam là cố gắng thôi. Nhà em mất nhiều khách cực kỳ. Thật sự các chị luôn, bây giờ nhà em lượng đơn của nhà em đối với khách lẻ nhá. Khách xỉ có thể tăng hơn một tí nhưng mà khách lẻ thì nhà em giảm đi mất khoảng tầm hơn một nửa. Bởi vì khách nhà em là đi từ váy hè đi lên. Toàn khách miền Nam. Toàn khách lẻ miền Nam thôi, bây giờ nhà em gần như dừng hết miền Nam rồi. Buồn lắm. Nhưng mà thôi vẫn phải cố gắng các chị nhá. Thôi mình cố gắng, chị nào chưa săn được hàng thì mình cứ vào xem live vậy. 75.000. Các chị ơi, toàn bộ dòng này của em là bút chì của 2B này. Ngủ sớm đi, ngày mai chuẩn bị đi lớp con.
Thế sao? À, ôi dồi, con xinh quá. Chân váy ai lấy cho mà xinh thế? Đấy, đây lấy chân váy vào đây bán luôn. Các chị ơi, con mượn cho em mã này là bút chì và kèm số điện thoại nhá. Một hộp bút chì 2B của hàng Thiên Long. Em bán các chị là 18.000 đồng một cây, em không quan tâm giá bên ngoài thị trường bao tiền. Được chưa? 18.000 đồng một cây. Các chị con mượn bút chì cho em và kèm số điện thoại. Ok chị Hoàng Hương, ok chị Vân Lương, chị Dinh Hiên có, chị Quý Nguyễn có, chị Binh Nguyễn có bút chì. Con mượn bò à, vừa đúng rồi chị ơi, cái quần bò vừa cầm ạ. Hôm qua chưa được chốt đơn, chị Bùi Thị Thúy lên mã là chưa được gọi điện chốt đơn kèm theo số điện thoại. Mã này các chị con mượn bút chì, ok chị Kim Liên, Kim Liên có hai hộp bút chì, chị Yến Long có bút chì. Các chị con mượn hộ em này, toàn bộ dòng bút chì 2B mà bút chì này thì nhà các chị nhá. Bé nhà các chị cứ học từ lớp 1 cho đến lớp 12 vẫn cần. Đại học cũng vẫn cần bút chì. Đúng ạ. Đại học các chị vẫn cần bút chì. Các chị con mượn hộ em bút chì và kèm số điện thoại cho em này. Ok chị gái Hoàng Hồng có bút chì chị ạ. Có gửi vào Nam không? Vào Nam có 4 tỉnh không gửi được đúng không Mai? Đúng không Mai? Gạo đi học nhập học ạ. Còn gạo đi học từ năm ngoái rồi các bác ạ. Nhưng mà đợt vừa rồi dịch liếc các thứ thì nghỉ đó. Ok chị Huế Trần có bút chì. Rồi ok chị Ngọc Anh có hai hộp bút chì. Con mượn hộ em bút chì và kèm số điện thoại. 18.000 đồng một hộp. Một hộp của em là 10 cây nhé. Toàn bộ dòng bút chì 2B. Ok chị Khoa Trinh chị có bút chì. Chị Sa Thị Trâm để lại số điện thoại cho em. Chị Đặng Nguyễn ok chị gái luôn. Trời ơi, có hộp đựng bút chì không á? Hộp đựng bút chì không còn ạ. Chị bút pha 4 hộp bút chì ok chị. Chị Nguyễn Thanh có đơn bút chì. Con mượn giúp em là bút chì và kèm số điện thoại này. Đấy, một hộp của em là 10 cây nhé. Hàng của Thiên Long. Bút chì 2B. Được chưa ạ? Bút chì 2B của công ty Thiên Long em bán các chị là 18.000 đồng. 18.000 đồng tính ra các chị được mua với giá là 1.800 một cây. Dùng 1 năm mới hết nha các chị nha. 1 năm mới hết. Comment của em là bút chì và kèm số điện thoại. Ok chị Mưa Sao Băng có đơn. À, rồi ok chị gái Ngọc Ánh có đơn. À, Thảo hay cái gì nhỉ? Chị Lớp Linh nhỉ? Chị Phùng Thị Thanh dép hôm nay nhận được rồi đẹp quá. Rồi ơi, em cảm ơn tình yêu mình. Đấy, em đang chờ. Em đang mong chờ các chị nhận được dép để các chị sung sướng bởi vì nó đẹp. Thật sự các chị, cái đôi dép của em nó đẹp dã man, em bán 100.000 đồng 5 đôi. Không một chị nào, em dám khẳng định luôn, lô dép đấy là các chị sẽ ưng 100%. Được chưa? Ok, chị Vũ Phượng có đơn, chị Trần Chi có đơn, chị Lớp Linh có đơn ạ, chị Vũ Xuân Trường có đơn bút chì. Các chị gái lên hộ em mã là bút chì và kèm số điện thoại nhá. 18.000 đồng một cây. Được chưa? 18.000 đồng một cây ạ. Bộ thể thao quá dạ em còn ạ. Chị Thuần Lông có bút chì, chị Vũ Xuân Trường có hai hộp bút chì. Ok các bác. Con mượn hộ em là bút chì và kèm số điện thoại. Rồi ok, chị Thêm Cà có đơn bút chì. Con mượn bút chì và kèm số điện thoại. Bây giờ là đến chân váy đi học cho các con. Cái này chân váy này còn size bao nhiêu? Thôi coi như tặng các bé lốt này. 14 cân đến bao nhiêu cân? 14 cân đến 32 cân. Được, đúng rồi, không có. Đây, không biết được các bạn để đi đâu. Cái kệ để điện thoại hôm qua em lắp ra để rồi đâu rồi nhỉ? Cái này các chị ơi, con mượn hộ em mã này luôn. Anh lắp vào đây cho em, lắp mẫu luôn xong để bán luôn được. Có 24 cân, chị Khoa Trinh chị đợi em một tí. Cái mã này mọi người con mượn cho em mã này luôn là mã bao nhiêu đây? Xả mấy đây? Xả 5 và kèm số điện thoại, chân váy cho bé gái. Xả 5 14 đến 32 cân lốt cho các chị. Tặng cho các chị mã này giá 35.000 đồng. 35.000, chị nhận được hàng rồi bị rộng quá có đổi được không? Dạ đổi được, đừng có lấy tranh size nha các chị nhé. Ở nhà em nhặt hàng, nói chung là so với các shop khác em đảm bảo luôn là rất là chuẩn đấy. Này anh, các chị ơi lên cho em mã này là mã xả 5 à? Xả 5, áo sơ mi trắng đằng sau em like rồi sao á? Hay chưa like ấy? Xả 5 và kèm số điện thoại cho em này. Xả 5 và kèm số điện thoại cho em size đến 32 cân lốt 35.000 đồng nhá. Chân váy này các chị lên xả 5 cho em 35.000 đồng một cái. Em còn tầm khoảng chục cái chân váy này đấy nhỉ? Mấy chục cái. Xả 5 và kèm số điện thoại tặng nốt cho các chị yêu 35.000. Nốt cho các chị yêu 35.000. Chia sẻ live stream nha. Tí nữa em sẽ tặng chân váy bò đấy nha. Lên cho các chị mã này là xả 5 và kèm số điện thoại cho em. Trang ơi còn dép nữa không Trang? Dạ để em xem lại ạ. Ok chị Biên Biên ạ. Sao có nhiều đồ đẹp quá mà không có size lớn á. Bút chì cho chị Hoa Hoàng, xả 5 cho chị Nguyễn Yến. Lên trên mã là xả 5 và kèm số điện thoại. Dép à, dép còn lẻ size lắm nhỉ anh nhỉ? Dép mẹ rồi còn nguyên 39-40. Còn dép bé. Kệ điện thoại 35.000. Con mượn kệ để điện thoại và kèm số điện thoại. Áo vàng đằng sau bây giờ chuẩn bị like. Áo vàng đằng sau này còn size đến bao nhiêu cân? 14 cân đến bao nhiêu nhỉ? 14 đến 20 cân à? Cái áo vàng này của em còn nguyên 14 đến 20 cân thôi. Con mượn xả 6 nhá. Con mượn xả 6 lốt cho các chị 65.000 nhá. Xả 6 65.000. Áo này của em là phối gen. Phối gen chất đuối tơ tằm rất là đẹp. Mã này các chị gái con mừng xả 6 kèm số điện thoại giúp em. Xả 6. Ok chị Đinh Phượng. Ok chị gái luôn có xả 5. Ok chị Phùng Kim. Kệ điện thoại đợi em một tí em nắp mẫu lên cho. Các chị con mừng cho em mã này luôn là xả 6 và kèm số điện thoại này 65.000 đồng nốt nhá.
65.000 đồng một cái, xả 6. Các bác lên cho em mã này là mã xả 6 và kèm số điện thoại. Xả 5 chị Phong Nguyễn có, xả 5 chị Kim Giang Quảng Ngãi có đơn, chị Yến Long có đơn, xả 6 chị Nguyễn Yến có kệ điện thoại, xả 6 chị Hoa Hướng Dương. Cái này các chị có cái châu lắp này, các chị về nhìn vào đây lắp theo là ok luôn. Kệ điện thoại 35.000 đồng đi các chị ơi. Kệ điện thoại và kèm số điện thoại đây này. Các chị để điện thoại này, các chị để iPad này đều ok nhá. Con mừng em là kệ điện thoại và kèm số điện thoại anh lên đơn. Em bán các chị yêu giá của nó là còn 35.000. Ok chị Ngân Thanh, cặp đi học bé trai có chứ chị. Mã này của em là mã kệ điện thoại kèm số điện thoại cho em Trang là các chị nhận đơn hàng ạ. Rồi ok chị gái. Còn đôi nào 37 hoa đen không để mình mấy đôi rồi. Ôi hôm nọ thì không lấy luôn. Hôm nay không còn đôi nào size 37 à? Dép mẹ. Có hai đơn hai đôi của chị nào. À ừ đúng rồi, có cái đơn nào mà không đi được đấy xả ra đây. Có hai đôi đấy chị Phùng Thị Thanh, có hai đôi à? Có hai đôi size 37 đấy. Ok xả 6 chị Phong Nguyễn. Lên cho em má xả 6 chị Thùy Dương ơi, ngày mai nhà em sẽ gọi điện chốt đơn xin chiều cao cân nặng nhá. Nếu như không vừa ấy thì nhà em sẽ không đi đơn đâu nhá. Kệ điện thoại ok chị Giang Thu Nguyễn. Like áo sơ mi đang ảnh chưa? Dạ đây chuẩn bị like. Các chị ơi comment cho em mã này luôn ạ. Đẹp quá. Các chị nhìn này. Đấy, kệ điện thoại này và kèm số điện thoại cho em, nói chung là các chị để như nào thì để ạ. Kệ điện thoại và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị để như nào thì để, tùy các chị chỉnh nhá. Tùy mọi người chỉnh ạ. Được chưa? Con mừng của em là kệ điện thoại và kèm số điện thoại em Trang chốt đơn hàng ạ. Em bán các chị 35.000 đồng. Cái này em không chọn được màu nhá. Em cứ bốc trong hộp thôi, nó vào màu nào các chị lấy màu đấy hộ em, nó có màu xanh và màu đen. Được chưa? Lên của em mã kệ điện thoại và kèm số điện thoại đây này. Sơ mi này. Kệ điện thoại và kèm số điện thoại em cứ treo vớ vẩn vào đấy đấy. Kệ điện thoại ok chị gái, dép mẹ còn 38 hay sao nhỉ anh nhỉ? Hết 38 rồi, còn nguyên 39 40 à? Còn nguyên 39 40 thôi. Lên 65.000 kệ điện thoại cho chị Thuần Lông ok chị yêu. Lên cho là kệ điện thoại và kèm số điện thoại giúp em. Các chị ngồi giường này, ngồi giường, ngồi bàn nhá, không cần phải giữ điện thoại nữa. Con mừng cho là kệ điện thoại kèm số điện thoại em lên đơn. 35.000 đồng một bộ. 35.000 đồng một bộ kệ để điện thoại nhá. Mình lấy 3 đôi rồi mà đẹp quá. Mọi người lấy hết chẳng còn đôi nào. Ôi giời ơi. Thế thì bây giờ các chị biết đi cái gì? Rồi ôi em đã bảo chẳng mấy khi ôm được cái lô đấy. Cái lô đấy là lô giá tặng các bác đấy. Em bán các chị 5 đôi dép em nở được 10.000. 5 đôi dép của các chị em nở được 10.000. Chưa ạ, kệ điện thoại các chị phải nhận được hàng các chị mới thấy đẹp. Dép em không biết được còn đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Liên có đơn kệ điện thoại. Cái này các chị lên là xả mấy anh ơi? Cái này nhà nào cũng cần, chị nào cũng cần. Đi nắng đi mưa, đi nắng đi mưa này. Được chưa ạ? Xong rồi chuẩn bị cho em lên cái mã áo hồng này đi. Các chị comment cho em mã này luôn. À, áo nam đấy đi anh ơi, cho các chị dồn đơn áo nam hay quần bó nam nốt nhá. Lên cho các chị mã này luôn ạ. Úi dồi ôi, kín toàn bộ luôn mà rất là mát luôn. Comment cho em xả mấy đây anh ơi? Xả 6 cách số điện thoại 48.000 đồng hai cái. Xả 6 48.000 đồng hai cái. Ok chị Dinh Nguyễn có đơn. Lên. Xả 6 chân váy luôn. Ai biết. Cái này lên cho các chị xả 7. Rồi ok chị gái luôn. Cái này lên cho các chị xả 7 cho em 48.000 đồng hai cái nhá. 100% cái này là vải thô. Các chị đeo lên mặt, thứ nhất là mịn mát cực kỳ luôn, không phải cái dòng bí xì xì pha ni lông đâu. Comment cho em xả 7 cứ 48.000 đồng hai cái các chị thay đổi nhá. 48.000 đồng hai cái các chị thay đổi. Xả 7 và kèm số điện thoại cho em. 48.000 đồng hai cái nhá. 4848. Xả 7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cái này chị nào cũng cần. Các chị đi mùa đông nó đỡ bị lẻ mặt vì sương muối. Mùa đông đỡ lẻ mặt sương muối, mùa hè thì đỡ gì ạ? Đỡ nắng đỡ bụi. Comment cho em xả 7, 100% cái chất của nó là chất thô. Kệ điện thoại chị Hồng Hạnh Trinh, xả 7 chị Vóc Lê, xả 7 chị Nguyễn Yến, xả 7 chị Hoa Hướng Dương. Comment của em xả 7 và kèm số điện thoại nhá. Xả 7 ok chị gái. Em cảm ơn chị Huyền Trương. Comment cho em mã xả 7 và kèm số điện thoại nhá. Xả 7 và kèm số điện thoại. Ok chị gái Nhung Đặng có đơn xả 6. Cái này thì mọi người comment hộ em là xả 7 nhá. Xả 7 của em Trang giá của các chị gái là 48.000 đồng. Các chị có hai cái để giặt thay đổi nhau nha, hai cái giặt thay đổi 100%. Cái này của nó là vải thô đấy ạ. Được chưa? Lên cho em mã này là xả 7 và kèm số điện thoại. Chị Tao Nga có xả 7, chị Hằng Lê có xả 7, chị Ngân Thanh có xả 7. Chân váy bò còn chị Vũ Xuân Trường ơi, comment xả 1 đi. Ok chị Nhung Đặng có đơn xả 7 luôn ạ. Chị Hạnh, chị Hoàng Hương có đơn xả 7, comment xả 7 cho em ạ. Áo bé đằng sau không có size to. Cái đấy nó size bình quân thôi. Comment xả 7 và kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Xả 7. Ok chị Huyền Nhi, ok chị Huế Trần. Cái này các chị lên đơn em còn ít thôi. Size 130. Size này của em là size từ 100 đến size 190 đến 130 phải không? 16 đến 22-23 cân. 16 đến 22-23 cân, giá của nó là còn 67.000. À đâu, xin lỗi các chị, đúng rồi 67.000 đồng nốt đi các chị ơi. Các chị comment trên mã này luôn là xả mấy đây?
xả 8 và kèm số điện thoại cho em. Xả 8 và kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy xả 8 comment xả 8. Xả 7 cho chị Bút Pha, xả 7 cho chị Liên Mai. Còn áo chống nắng 320 cân không còn đâu chị. Cái này các chị lên xả 8 lốt cho các chị 67.000 đi kèm cùng đơn hàng. Xả 8 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ôi cái chất của nó mọi người nhìn thấy không? Xả 8 và kèm số điện thoại cho em, giá 67.000. Xả 8 kèm số điện thoại. Xả 8 ok chị VV ơi. Lên cho em xả 8 kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Tiếp tục ở cái mẫu này tất nam này, nhà nào cũng cần. Bán toàn cái cần thiết cho các chị thôi. Lên cho em mã này luôn, các anh ngày nào cũng đi. Thật sự luôn, đàn ông có bao giờ người ta đi giày mà không đi tất đâu các chị. Đúng, nhìn cho em cái cổ tất của nó này, siêu dai nhá. Các chị nhìn này, toàn bộ tất của em là hàng công ty hết nhá. Tất nam, các chị lên cho em má là gì nhỉ? Tất nam và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng, các chị có 10 đôi. Các chị ra ngoài mua 15.000 một đôi. Được chưa? Mua 15.000, 20.000 một đôi. Tất nam cổ này, được chưa? Siêu dai luôn, siêu chắc chắn. Cái má này comment cho em tất nam 59.000 đồng, các chị có 2 bó như này 10 đôi. 59.000 đồng 2 bó 10 đôi. Chị nào lấy tất nam comment tất nam kèm số điện thoại. Tất nam kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị gái Phong Nguyễn, ok chị Yến Nguyễn, ok chị Nguyễn Thị Kim Liên. Xem lại hộp bút á, hộp bút nhà mình còn không anh? À, xả tàu ok chị gái luôn. Tất nam các chị Trần Trần comment cho em là tất nam và kèm số điện thoại. Đây này toàn các chị chốt đủ size đây này. Comment cho em má này luôn là tất nam và kèm số điện thoại. Xả 8 chị Ngọc Bùi, tất nam chị Huyền Mê, ok chị gái Huế Trần. Comment cho em má này là tất nam nhá. Em bán các chị 59.000 đồng 10 đôi. Chị Liên Vũ có tất nam rồi, ok chị Thịnh Mai. Comment cho em má này này, là mã tất nam đi các chị ơi, 59.000 đồng 10 đôi này. 59.000 đồng các chị gái có 10 đôi tất nam. Chị yêu nào lấy tất nam comment tất nam kèm số điện thoại. 59.000 đồng 10 đôi. Cái mẫu này là mẫu này. Hộp này của em là hộp mẫu này. Tất nam là chị Bình Nguyễn, ok tất nam chị Thiêm Cà. Lên cho em là tất nam và kèm số điện thoại. Cái này em bán các chị này 25.000 một hộp. Comment cho em má này luôn là xả 9 và kèm số điện thoại cho em. Cái khẩu trang này của bé nhá, em cam kết luôn, nó là dòng dạ 4 lớp. Thứ hai là cái này các con đeo nhá, kể cả môi các con ướt hoặc các con uống sữa ấy, cũng không lo bị dính những cái lông lông ra khỏi mồm ấy. Được chưa? Tại vì con nhà em hai đứa, em lấy phục vụ con nhà em nữa nên các chị yên tâm dùng. Được chưa? 25.000 đồng mã hàng xả 9. Mã hàng của em là mã xả 9. Xả 9 và kèm số điện thoại. Cái này thì các chị lên chốt, em đi kèm cùng đơn hàng thôi chứ trả lời bao tiền đâu. Xả 9 kèm số điện thoại. Một hộp này các chị có 50 cái đúng không nhỉ? Một hộp này của em là các chị có 50 cái nhá, chuẩn hàng công ty cho em này. Đấy, comment cho em xả 9 kèm số điện thoại cho em. Xả 9 cho chị Hoa Hướng Dương. Lên cho em xả 9 và kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Yến có xả 9. Chị Tiếp Lường có đơn tất nam. Chị Tiếp Lường ngày trưa nay có đơn này. Comment cho em mã này ạ. À. Ok chị gái Vũ Phượng, ok chị Đặng Luyến, ok chị Đinh Phượng có xả 9. Chị Yến Long có xả 9 ạ. À. Chị gái Huyền Lê có cho mình xả 9 luôn ạ. À. Các chị comment cho em xả 9 và kèm số điện thoại nhá. Em bán các chị gái là còn 25.000 đồng một hộp. 25.000 đồng một hộp ạ. À. Toàn bộ dòng của em là 4 lớp và chuẩn chỉ luôn. Nếu như hàng nào em đảm bảo cho các chị là các chị cứ yên tâm. Được chưa ạ? Chứ còn đeo những cái loại mà gì ạ, nó dính những cái lông hay là những cái gì ra khỏi da mồm các chị này. Nó cứ hay dính những cái lông nhỏ nhỏ ra mồm, nó rất là nguy hiểm cho bé nha. Nên là em sẽ lấy hàng đảm bảo cho các con. Comment xả 9, ok chị Bút Pha, ok chị Thần Long, ok chị Thùy Trần. Xả 9 cho em ạ. À. Chị Hồng Hạnh Trinh có, chị Trang Thị Đoàn của em là 25.000, 25.000 đồng. 25.000 đồng một hộp 50 cái nhá. Ok chị gái Thi Trần, chị Vân Lương có, chị Kim Giang Quảng Ngãi có, chị Hồng Ngân có đơn xả 9. Ok chị Thảo Hoàng có, chị Phương Nguyễn có ạ, chị Thịnh Mai có đơn xả 9 luôn ạ. Chị Dinh Nguyễn có đơn ạ, chị Kiều Vi có ạ. Các chị gái lên hộ em mã hàng xả 9 và kèm số điện thoại. Ok chị gái Uyển Nhi có đơn xả 9 ạ, chị Anh Nguyễn có xả 1 và xả 9. Ok chị Nguyễn Thu Sao có đơn xả 9 ạ. Lên cho em mã xả 9 ạ. Rồi ok chị Trang Thị Đoàn, các chị lấy bao nhiêu hộp cũng được. Lấy bao nhiêu hộp cũng được nhá. Nhưng mà thật ra là bình thường em bán cứ toàn 99.000 bốn hộp thôi. Nhưng mà thật ra là bây giờ nghĩ là bây giờ mọi người sắp con cái vào đầu năm học mới các thứ nhiều cái phải chi quá. Nên thôi em cứ đi cho các chị vừa vừa nhá. Mọi người có nhu cầu đến đâu các chị chốt đến đấy. Ok chị Mai Quyên, chị Hoàng Hương có, chị Vũ Thơ có. Rồi ok chị gái Phượng Huy, cảm ơn chị yêu. Lên cho em là xả 9 và kèm số điện thoại 25.000 đồng ạ. Xả 9 25.000 đồng, quê tính cho em đi anh ơi. Ok chị Tao Nga này, quê tính cho em đi anh ơi. Hả? Hết quê tính chưa? Nếu mà hết rồi thì không bán nữa. Còn nếu chưa hết thì sẽ bán tiếp. Để em xem còn que tính các thứ ở đây không thì em sẽ lên cho các chị này. À, cái bờm đâu rồi, bờm đâu rồi, bờm 10.000 cho bé đâu rồi. Comment nốt vào đây cho em đi. Lên cho em mã này này. Comment cho em bút máy Doraemon. Ok, chị Jin Su có đơn xả 9, chị Nguyễn Hương Nhài có đơn xả 9. Cái này các chị mua ngoài 35.000, 40.000 một cây. Bút máy Doraemon như ở miền Bắc bọn em là từ lớp 1 cho đến lớp 5 là các con phải dùng bút máy. Bút này các chị bơm mực vào sau đó viết nhá. Lên cho em mã này luôn là bút máy Doraemon. Em bán trên live cho mọi người là
30.000 đồng hai cây, mỗi cây tặng một cái ngòi. Được chưa? Mỗi cây là bút máy tặng đi kèm một cái ngòi. Lên cho em mã này luôn là bút máy Doraemon và kèm số điện thoại này. Bút máy Doraemon và kèm số điện thoại cho em nhá. Bút máy Doraemon, ok chị An Nguyễn có đơn. Comment cho em bút máy Doraemon và kèm số điện thoại. Em bán 30.000 đồng hai cây. 30.000 đồng hai cây nha các chị nhá. Bút máy Doraemon kèm số điện thoại cho em. Bút máy Doraemon và kèm số điện thoại em lên đơn. 30.000 hai cây. Túi dây buộc tóc các chị comment túi dây buộc tóc cho em. Một túi này không biết nó là bao nhiêu cái. Đấy em lấy về buộc cho gạo này. Trời ơi các chị nhìn này. Và cái dòng này thì nó siêu dai nha, cứ buộc lần hai lần thì mình vứt đi thôi. Comment cho em là dây buộc túi dây buộc tóc và kèm số điện thoại 15.000. Bút máy Doraemon chị Nguyễn Yến có đơn. Vở tập tô cho bé em hết rồi, tầm này em không bán nữa đâu. Tập tô em bán bắt đầu lúc vào hè rồi. Bán quá nhiều tập tô này, tập đánh vần rồi. Rồi là học tốt tiếng Anh, học tốt toán rồi các kiểu rồi. Lên cho em mã này luôn là túi dây buộc tóc 15.000 một túi. Không biết trong này nó có bao nhiêu cái đâu các chị, nó nhiều vô cùng luôn. Bút máy Doraemon cho chị Kim Giang Quảng Ngãi, cho chị Bình Nguyễn, ok chị gái luôn. Bút màu em không còn hàng ạ. Đây các chị nhìn này, một này. Rồi ôi nó nhiều kinh khủng luôn. Túi dây buộc tóc cho em ạ. Bút máy hai cây, ok chị Ngọc Ánh ạ. Lên cho em mã này luôn là túi dây buộc tóc và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá em bán cho các chị luôn là 15.000 đồng, ok chị Mai Võ có đơn ạ. Ok chị Liên Mai có, chị Phượng Huy có. Túi dây buộc tóc. Đây này. Túi dây buộc tóc và kèm số điện thoại. Cho em xem cái có nước không tăng được ạ. Ok chị Phan Kim Anh có túi dây buộc tóc. Đây ạ, bờ 10.000 còn có cái này cái thôi ạ. Bờ 10.000. Cái này em nói mọi người này, có chị tin, có chị không tin, nhưng mà em nói thật luôn là em nhập là 11.000 đồng một cái. Em bán ra là 10.000. Bởi vì em coi như các chị có mã này là coi như quà tặng đi kèm vào đơn thôi nhá. 10.000 đồng. Thế cho các chị nhìn này, toàn bộ bờ của em, các chị ra ngoài các chị mua 20-25.000 một cái. Comment của em mã luôn là bờ 10k. Em đi kèm cùng đơn hàng, chị Diệp Hoàng có, chị Búp Pha có đơn. Ok chị gái Diệp Hoàng, chị Mai Võ, cặp học sinh đằng sau của em chị Nhân Nguyễn ơi. 199 này, 119 này. Được chưa? Ok chị Phương Nguyễn có túi dây buộc tóc, chị Vũ Thơ có đơn. Cái mã này các chị lên hộ em mã này luôn ạ, là bờ 10.000. Bờ 10k và kèm số điện thoại nhá. Đấy, bờ 10k và kèm số điện thoại cho em 10.000 đồng một cái. 10.000 đồng một cái bờ 10.000. Ôi giời đấy chị này, chị Đinh Phượng chút 10.000. Bờ 10.000 cho chị Vũ Xuân Trường. Ok chị Khoa Trinh, chị Uyển Nhi, chị Phan Kim Anh hai cái. Có những chị chốt còn đủ màu cơ, đủ mẫu cơ. 10.000 đồng một cái, lên cho là bờ 10k. Chợ lên cho em mã là bờ 10k và kèm số điện thoại em chốt đơn. Ít nhất các chị mua cho bé 1-2 cái các con về bờ. Lúc ngồi học ấy, ngồi viết tóc con, tóc mai nó không rơi, nó không chấm xuống mặt. Con mừng cho em mã bờ 10k. Rồi ok chị Thùy Trần hai cái, chị Uyển Nhi có đơn, cho chị Phượng Huy có, chị Hà Thị Thu Hà có đơn bờ 10.000. Cái này không chọn hình đâu. Ngày mai các chị lấy thì em lấy hai hình. Hai cái hai hình, ba cái ba hình cho các bác nha. Con mừng của em mã bờ 10.000 và kèm số điện thoại này. Bờ 10.000 và kèm số điện thoại cho em 10.000 đồng một cái. Bờ 10.000 phấn vàng, ok chị gái đẹp quá. Lên của em là bờ 10.000. Khách số điện thoại cho em. Được chưa? Bờ 10.000 đây em còn có bằng này cái thôi nhá. Chứ em cũng không nhập về bán nữa đâu. Tại vì cái mẫu này em cũng bán tặng các bé nhiều rồi đấy. Tối hôm nay là tối hôm thứ 2 hay tối hôm thứ 3 em bán rồi. Con mừng của em là bờ 10k kèm số điện thoại nhá. Bờ 10k và kèm số điện thoại. Ok chị Phương Nguyễn có cặp vàng bao nhiêu tiền. Cặp bò sữa của em là 125.000 nhá. Cái này các chị lên đơn cho em mà mũ đá và kèm số điện thoại cho em này. Mũ đá và kèm số điện thoại giúp em. Mũ đá 69.000 đồng. Chị yêu là lấy mũ đá, comment hộ em mã mũ đá. Trời ơi con này chị thò, các chị mua ngoài chắc chắn cái mũ này các chị mua hơn 100.000. Vì đính đá của nó là full cấp luôn, comment cho em. Lên cho em mũ đá và kèm số điện thoại này các chị gái ơi, nhìn này. Trời ơi con này đỉnh quá. Chị yêu là lấy mũ đá, cái này phải lấy cho thằng An với thằng Minh đội này. Comment cho em mũ đá và kèm. À hôm qua em bảo lấy cho Linh cái gì nhỉ, áo mưa. Để lại chưa nhỉ? Quên à? Này bán hết của nó à? Bán hết của cháu à? Để lại áo mưa cho Mai kia nó đi học. Ok bờ 10.000 các chị chốt nhiều quá. Áo hồng đằng sau rồi có chị Phong Nguyễn ơi. Cặp xanh bao tiền ạ? Cặp hồng xanh của em là 199.000 chống gù suốt ạ. Hôm nay nhận mũ ưng lắm, em cảm ơn chị Đinh Phượng. Đây em bán 69.000 đồng một mũ ạ. Các chị comment nội em mã mũ đá và kèm số điện thoại cho em nhé. Mũ đá bờ hai cái cho chị Búp Pha, ok chị yêu. Lên cho em là mũ đá và kèm số điện thoại này. Bờ 10.000 cho chị Đào Trần, dạ em cảm ơn chị gái. Mã mũ đá em có màu này, màu đen này các chị này. Màu đỏ các chị được chọn màu nhá. Đen đỏ, màu này của em là màu vàng, đội siêu xinh. Được chưa? Màu xanh. Comment mũ đá và kèm số điện thoại cho em. Màu này là màu trắng. Màu này của em là màu hồng nhạt. Đấy, lên cho em mũ đá em có gần này cái này, gần này màu. Các chị ơi lên luôn mã hàng của em là mũ đá và kèm số điện thoại nhá. Mũ đá và kèm số điện thoại cho em.
giá em bán tại live cho các chị yêu là còn 60. Giá tại live cho các chị yêu là còn 69.000. Em bảo cho em thêm cái quần đấy mà, cái quần bé trai bo ống mà. Nhiều chị hỏi quần bé trai với áo áo cổ có cổ cốt tông bé trai kìa. Ok anh cho vào đây đi để em like theo không? Kèm theo cái em cái quần vừa nãy. Lên cho em là mũ đá và kèm số điện thoại cho em nhá. Giá em bán tại cho các chị yêu là còn, giá bán tại cho các chị mũ đá là còn 69. Rồi ok chị giá luôn, cặp bò sữa còn. Có cặp bò sữa còn mỗi màu vàng đấy thôi. Cặp bò sữa bên ngoài còn màu đen không nhỉ? Mũ đá là bé từ 5 tuổi trở lên. Mũ đá là bé từ 5 tuổi trở lên đến 12 tuổi. Các chị lên cho em mũ đá ok chị Uyển Nhi. Mã này các chị lên đơn là xả 11 đúng không? Xả 11 đúng không mọi người? Xả 10 cho mũ đá cho chị Vóc Lê. Lên cho em mã này luôn là xả 10 và kèm số điện thoại. Cầm cái quần đấy vào đây thì đã cho đủ đơn này. Lên cho các chị mã này luôn ạ. Mã này các chị yêu con mừng xả 10 lốt 39.000 đồng. 39.000 đồng chất cốt tông xốp nha. Cái này là 40 cân đến 55 cân. Xả 10 màu này của em là màu xanh nhạt này. Xả 10 màu này của em Trang là màu xanh nhạt nhá. Xả 10 màu này của em là màu ghi này. Màu ghi này, màu này của em là màu tím than này. Lên trên mã xả 10 em còn 3 cái ấy. Không xem được các chị, thoát ra rồi vào lại của em. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, để chế độ theo dõi page cho em. Mã này các chị yêu lên cho em mã này luôn là xả 10 và kèm số điện thoại. Lốt cho các chị 39.000 đồng. Xả 10 39 ạ. Này áo bé gái đi lấy thêm cái nữa kìa anh ơi. Ok à, các chị nhá, lên cho em xả 10 và xả 11 kèm số điện thoại. Cái này em chả biết ở ngoài người ta bán bao tiền. Con nhà em nó xuống là ông ngoại. Xong là dưới ông ngoại có thằng cháu nó có cái này về nó cứ đòi. Nên là lấy xả 10 ok chị gái Thùy Trần xả 10 39.000 đồng. Các chị comment cho em mã này luôn là cái mã này gọi là bát gì được anh? Comment cho em mã này là xả 11 đi, 30.000 một cái. Em không biết ở ngoài người ta bán bao nhiêu tiền. Cũng không biết là hàng này em bán 30.000 là đắt hay rẻ. Nhưng chị nào ưng thì lấy nhá. Chị nào ưng thì lấy mã này. Các chị có thể cho con ăn này, cho trà hay là các chị cháo trước ấy. Hoa quả các chị ở đây cho bé rất là tiện luôn, bê đi bón cho con. Hả? 35.000 á? Ok chưa? Các chị lên cho em mã này luôn là xả 11. Thôi bán thôi bán cho các chị 30.000 đi. Chị nào mình xác định mình đặt mình hãng lấy nhá. Mình xác định mình đặt đơn mình phải đặt mình hãng lấy, mình lấy thì mình mới đặt. Cái này con mình xả 11 cho em. Được chưa? Em bán tặng các chị 30.000 đồng giá nhập vào đấy. Cái này là giá em nhập vào đấy, nhập vào 30.000 đấy, em bán luôn 30.000 đồng thì chắc chắn là rẻ rồi. Nhưng mà em cứ nói vậy. Được chưa? Tại vì con nhà em nó đòi mà. Cái này các chị lên cho em xả 11 đấy. Hai chiếc màu hồng. Xả 10 chị Trần Chi, xả 11 cho chị Yến Long. Comment cho em là xả 11 và kèm số điện thoại. Cái này thì ngày mai các chị lấy hai cái, em lấy hai hình thôi, hai cái hay lấy hai màu thôi. Các chị nhá, chưa chọn màu chưa biết là nó con trong một cái thùng ấy nó có bao nhiêu màu đâu. Em phải đóng một thùng mà. Các chị comment cho em 30.000 ạ. 30.000 một cái ạ. Lên rồi em ạ, 30.000 đồng một cái như này. Các bác lên cho em xả 11 kèm số điện thoại. Anh ơi chuẩn bị quần bò với áo cho bé đi. Con mừng xả 11 cho em ạ. Được chưa ạ? Xả 11 cho chị An Su Su. Rồi đơn hồi chưa? Hả? Xả 11 và kèm số điện thoại áo. Tiếp cho các chị áo cốt tông của bé gái đây. Còn đầy đấy đây. Cặp màu xanh cho bé hai chiếc. Ok chị Hà, chị Thanh Hà. Cặp màu xanh. Cái cặp này hả? Chống gù này á chị. Chống gù này nhà em còn có cái thôi. Xả 11 hai cái cho chị Thảo Hoàng. Lên tiếp cho các chị má này luôn là xả 12 này. Xả 12 em có đến 45 cân này. Xả 12 em có đến 45 cân. Có từ 28 đến 45 cân. Các chị lên xả 12 cho em. Áo lơ màu hồng 45.000 một cái. Xả 12. Cái này của em nó là chất cốt tông tàu nhá. Comment nó em xả 12 và kèm số điện thoại. Xả 12. Ôi dồi ôi, áo này mà mặc với cái chân váy vừa nãy thì nó đỉnh của đỉnh luôn. Các chị ơi nhìn này. Đỉnh của đỉnh luôn. Comment xả 12 cho em ạ. 45.000 một cái. Cái nhưng mà cái này em chỉ có hàng nhớ sai thôi. 28 đến 45 cân. Cái này nhìn cho em từ cái lơ lụa của nó cũng đẹp này. Xả 12 và kèm số điện thoại này. Còn mic với xả 1 luôn này. Em mic luôn với xả 1 này. Các chị lên cho em mã xả 12 kèm số điện thoại. Để chờ xả 11 cho chị Búp Pha. Lên cho em trang mã này luôn là xả 12 và kèm số điện thoại cho em. Xả 12 cái này là có từ 28 đúng không anh ơi? Áo lơ này. Áo lơ này em có từ 28 cân rồi. Không có hai nhỏ, không có size nhỏ hơn. Lên cho em xả 12 và kèm số điện thoại. Áo này mà mặc mà bay ấy, mà xù vải em nhận đơn về luôn. Xả 12 kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Giá em bán các chị 45.000 một cái. 28 cân đến 45 cân. Xả 1 cho chị Phan Kim Anh. Xả 1 có 59.000 một cái thôi. Có mấy mẫu ấy. Tiếp tục áo bé trai này còn sai đến bao nhiêu cân? Còn màu em xem. Gửi được chưa Thành phố Hồ Chí Minh? Không gửi được chị ạ.
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre, Đồng Nai, Đà Nẵng là 5 tỉnh không gửi được. Xả 12 rồi, ok chị Trinh Nguyễn, thôi các chị vào xem like cho đỡ buồn. Cái này các chị lên trên má này luôn là xả 13 này. Đó, xả 13 và kèm số điện thoại cho em. Xả 13 rồi lấy một chiếc cũng được, cảm ơn chị yêu. Cái này của em là chống gù, chống rách, chống bẹp, chống gãy nhá, chống gù suốt. Cái này các chị lên tiếp cho em xả 13. Chị yêu là lấy xả 13, em có đủ size này. Từ 30 cân cho đến 50 cân, xả 13. Màu này của em là màu da, em còn chủ yếu là màu da. Giá em bán tại livestream cho các chị giá là 59.000 đồng. Trời ơi rẻ dã man, rẻ đặc biệt, hàng chất cốt tông tàu. Xả 13 và kèm số điện thoại. Ok chị Hoan Tân có xả 12. Lên trên mã này luôn là xả 13. Các chị được chọn màu nhá, được chọn size. Ngày mai nhà em sẽ báo size, báo cân nặng luôn cho các chị. Được chưa? Hàng này thì lẻ size rồi. Chán nhỉ. Các chị chán 1, em chán 10 vì em không bán được hàng. Bây giờ các chị phải cố gắng thôi, mình cùng nhau cố gắng mà. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là xả 13 nhá. Màu ghi này, màu nào lên cũng đẹp. Xả 13 màu cam. Các chị yêu lên giúp em xả 13. Áo, mẫu áo này dành cho các bé trai từ 30 cân đến 48-50 cân. Các chị yêu chốt đơn được cho em mã này. Rất rất đẹp luôn, màu cố mình treo đằng sau rồi. Nha, lên cho em mẫu này là xả 13. Em bán các chị 59.000 đồng. Các chị mua ngoài còn trăm mấy thôi em đảm bảo luôn. Nhập xỉ có chỗ còn 7x cơ nhá. 59.000 đồng cái này. Size đại cổ luôn. Xả 13 và kèm số điện thoại. Xả 13 cho chị Hương Ngọc. Áo này là áo size, áo này không có size nhí, dạ không có size nhí. Áo này của em là size đại, size 6x, 7x, 8x. Size từ 30 cân đến size 48-50 cân. Các chị lên đơn cho em mã này luôn. Xả 13 và kèm số điện thoại. Áo bé trai size nhí nhí hết hàng rồi đúng anh ơi. Xả 13 và kèm số điện thoại cho em màu cam này. Màu trắng, màu cam. Nhá, màu trắng, màu cam. Màu này của em là màu ghi này. Màu ghi này. Chị Lã Hạnh ơi, em chốt đến 50 cân thôi. Xả 13 dồn đơn, ok chị Trinh Nguyễn. Ok chị Nguyễn Yến có xả 13. Cái mẫu này rất rất đẹp luôn. Cho em bán các chị 59.000. Bút chì cộng bút máy Doraemon rồi, cảm ơn chị yêu. Cố gắng chốt đủ đơn, mình đi đơn. Mã lên xả 13, các chị được chọn màu nhá. Đấy, ngày mai mình còn màu gì mình lấy màu đấy hộ em với. Đọc màu, ưng màu thì mình chốt mà hết màu thôi. Comment xả 13 và kèm số điện thoại cho em. Xả 13 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em bán các chị yêu xả 13 này với giá là còn 59.000 đồng một cái. 59.000 đồng một cái xả 13. Chị yêu nào lấy xả 13, comment xả 13. Bây giờ em sẽ tặng quà cho bác luôn này. Xả 13 và kèm số điện thoại, bộ thu đông cho bé gái nhé chị. Nhưng mà em có size nhí thôi. Comment xả 13 nhá. Xả 13, 59.000 đồng. Rồi bây giờ em tặng quà cho các chị yêu này. Tặng luôn cho bé này. Tặng luôn cho bé gì ạ? Một cái chân váy này luôn. Tặng luôn một cái chân váy A1 này luôn. Nhà xả 13, ok chị Anh Nguyễn có đơn. Ok chị Hà Thị Thanh Mai có đơn. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn. Comment tỉnh các chị ở kèm số điện thoại. Em xin phép tặng. Em đã bảo hôm nay em sẽ tặng là tặng chân váy này, là em tặng chân váy mà. Comment cho em mã này luôn. Tỉnh các chị ở kèm số điện thoại. Em game chị gái thứ tư thôi. Hôm nay là em game luôn chị thứ tư này. Đây mới là mini game đầu nhá. Được chưa? Lên chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, để chế độ theo dõi page cho em. Rồi ok chị Dinh Nguyễn. Tỉnh các chị ở và kèm số điện thoại. Em game chị thứ tư. Ok chị Kim Hiền Hà Nội, chị Thảo Vim nay thi đầu tiên rồi. Chị Quỳnh Như Phú Thọ lên thứ hai rồi. Chị Huyền Lê lên thứ ba rồi. Em game chị gái thứ tư. Ok chúc mừng chị Hoàng Hoài à. Hoàng Hoài Tuyên Quang à? Ơ hôm nay Tuyên Quang được quà nè. Chúc mừng chị gái Hoàng Hoài. Ok chúc mừng chị yêu nhá. Hôm nay nhận được một cái quà không đồng của em rồi. Có logo là người chia sẻ này. Chúc mừng chị gái Hoàng Hoài này em ơi. Nào cái quần bò bò ở mới xong chưa cho em xin nào. Cái bao màu thế thì like cái gì? Màu xanh hôm nay thấy bao nhiêu mà? Thế nó chỉ có nguyên mẫu kia à? Thế này sao mà đủ được ạ? Mẫu này em còn có mỗi 1G thôi. Xả 13 cho chị Thiên Vi. Không có chia sẻ. Không có chia sẻ phải á? Ờ anh ơi kiểm tra từ từ. Thế thì từ. Đúng rồi. Ok chị Khoa Trinh chị có đơn xả 13. Hình như chị này không có logo là người chia sẻ. Đúng rồi. Trời ơi sao mà chán thế nhở? Sao các chị không chia sẻ, các chị cứ chơi mini game làm gì? Anh bỏ lại đây cho em đi. Trời ơi mệt quá, mất thời gian quá đi. Không có logo là người chia sẻ em bỏ qua nhá. Các chị ơi mình phải có logo là người chia sẻ mình mới tham gia chơi mini game nhá. Mình mới tham gia chơi mini game. Chia sẻ hộ em 2 lần về trang cá nhân, 3 lần hội nhóm. Được chưa? Đấy là điều kiện ít nhất để các chị tham gia mini game của em. Quà em đã bảo rồi, em tặng quà nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà em tặng thật.
Các chị ạ, à, quần giả váy có 19 cân, con mừng xả 1-2 cái đi chị Duyên Lô. Rồi các chị lên lại mã cho em là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại. Nhớ nhá, bác nào có lượt chia sẻ để tham gia chơi mini game, em ghi chị gái thứ 3 luôn này. Mã của em là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em. Tí nữa em tua lại cái mã xả 1. Anh cho em xin một thêm một cái mã xả 1 hẳn một cái mẫu mới vào đây đi. Nên cho em tí nữa em tua lại cho chị Duyên Lô. Con mừng cho em yêu em Trang gạch ngang số điện thoại, em ghi luôn chị thứ 3 này. Nhớ nhá các bác ơi, phải có lượt chia sẻ mới chơi mini game, không là các chị xị nhau em chết. Chị Vũ Thơ lên đầu tiên mất rồi, chị Nguyễn Thu Hằng lên thứ hai rồi. Ok, em chúc mừng chị yêu Minh Hào, Nguyễn Hào lên thứ ba, chị Thảo Nguyên lên thứ tư chấm thôi, các chị thứ dưới không đọc nữa nhá, đỡ mất thời gian của em. Chúc mừng chị Minh Hào, Nguyễn Hào đấy, quà nhỏ nhưng em tặng thật cho các bác được chưa. Đấy, quà của em chị giá có 59.000 đồng thôi này, tặng cho chị đấy. Quà nhà em chỉ mấy chục nghìn thôi, bởi vì hàng toàn bộ là hàng em bán, em bán cái gì em tặng cái đấy. Chứ em không kiểu như là đi mua mấy cái nhẫn 2.000, 1.000 về em tặng các chị đâu. Mà cũng không có quà to hẳn, quà to hẳn em nói luôn là quà ảo đấy ạ. Chả bao giờ có nhà nào ghim. Rồi các chị ơi, tiếp tục cho em mã này luôn này, xả mấy này. Xả 14. Cái này có sai bao nhiêu nhỉ? Sao em bảo gọi lại mà để không thấy gọi lại ấy, chị Thủy Thanh. Ơ, chị Thủy Thanh lên mã cho em là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Tại sao lại đơn lại sót đơn à? Cái này của em là có size từ 22 cân hả anh? 22 đến 28 cân. Cái này sót đúng 1 gi rồi. 22 đến 28 cân. 75.000 đồng xả 14 à? Xả 14 kèm số điện thoại cho em. Xả 14 kèm số điện thoại cho em, 22 đến 28 cân. Mẫu này đẹp quá các chị ơi. Xả 14 kèm số điện thoại cho em, 22 đến 28 cân. Chị nào lấy xả 14 con mừng xả 14 cho em. 22 28 cân 75.000. Cái này là quần bo ống. Chất đẹp lắm đấy. Đẹp lắm đấy các chị ạ. 75.000 nha, xả 14 kèm số điện thoại cho em. Ok, chị Vũ Xuân Trường lại trượt toàn. Xả 14 kèm số điện thoại nha. Rồi tiếp cho các chị má này lên cho các chị luôn khuôn làm kem. Đấy, khổ quá. Khuôn làm kem của em này là em thiếu đơn này, em lại phải về thêm mấy cái để giả đơn các chị. Nên là hôm nay nó lại còn thừa ra mấy cái. Khuôn làm kem 6 cái như này các chị 20.000 một khuôn. Con mừng khuôn làm kem kèm số điện thoại. Thôi lần này quyết định là không về nữa. Con mừng khuôn làm kem, ok chị Hà Mần, ok chị Vũ Xuân Trường, con mừng xả 14 nhá. Cái này thì các chị gái lên cho là khuôn làm kem cho em 20.000 một cái. Khuôn làm kem cho em 20.000 một cái. Khuôn làm kem là 20.000. Rồi ok chị. Hả? 75. Xả cái này con mừng khuôn làm kem kèm số điện thoại nhá, 20.000. 20.000 có quần dài cho bé gái 12 cân không còn chị ạ. Khuôn làm kem và kèm số điện thoại. Áo đăng bây giờ còn màu hồng với màu trắng. Anh ơi cho em xin lốt màu trắng vào đây đi. Khuôn làm kem kèm số điện thoại cho em 20.000. Ok chị Thùy Trần, ok chị Vi Vi Oanh. Khuôn làm kem còn tầm mấy cái anh? Khuôn làm kem kèm số điện thoại hả? Còn tầm 5-6 cái đấy. Giá lốt cho các chị yêu là còn là 20.000. 20.000 một cái khuôn làm kem. Xay hoa quả ra cho ở tủ lạnh cho các con ạ. Được chưa? Đây là mã xả 1. Chị yêu nào mình chưa chốt được mã này comment lại cho em xả 1 này. Xả 1 chị Vũ Xuân Trường comment lại cho em mã này là xả 1. Xả 1 của nhà em là bán cho các chị là 59.000 đồng một cái. Ok chị Mai Võ, lên của em là xả 1 kèm số điện thoại 59.000 đồng. Lấy 2 cái em lấy 2 hình, 3 cái em lấy 3 hình nha các chị. Được chưa? Toàn bộ 100% là chất bò giấy nhá. Cái này của em là chất bò giấy cho các con. Được chưa? Vừa mềm vừa nhẹ, mặc lên nhìn chất luôn. Không bay, không phai màu, không bị hôi. Cái này các chị lên là xả 1 cho em ạ. Em bán các chị xả 1 này giá là còn 99.000 đồng. Rồi ok chị Thiều Vi, ok chị gái Lắng Hạ. Chị nào lấy xả 1 comment là em xả 1 với. Em bán các chị xả 1 này giá của nó là còn 59.000 đồng. Lấy 2 cái comment 2 cái. Đây là quần giả váy size đến 40 cân, 15 đến 40 cân. Xả 1 cho chị Lắng Hạ, xả 1 cho chị Xuân Trường. Con mừng xả 1 áo sơ mi nam 16 cân còn. Xả 1 cho chị Jin Su. Cái này đến tận 40kg. Đây. Xả 1 và kèm số điện thoại cho em. Xả 1 và kèm số điện thoại toàn size to á chị. Xả 1 cho chị Khoa Trinh. Xả 14 cho chị Khoa Trinh chị. Ok chị gái. Cái này cố gắng lên nào chị. Sao lại bị lỗi chia sẻ nhỉ. Cái này con mừng cho em mã này là xả 1 và kèm số điện thoại nhá. Xả 1 và kèm sale số điện thoại cho em giá 59.000 đồng. Hàng này bây giờ này là xăm sale. Các chị nha, cái này lên cho các chị mã xả 1 và kèm số điện thoại cho em. Đến 40 cân, xả 1 cho chị Nguyễn Hồng Vân. Xả khuôn làm kem cho chị Hoa Vũ này, các chị nhìn này. Đây là quần giả váy nhá. Đây là quần giả váy. Đấy cho em chốt cho các bé đến 40 cân mặc lên và nó rất là đẹp luôn. Chị nào lấy xả 1 comment xả 1 cho em ạ.
Để các chị trích thêm hai cái túi ra nhá, hai cái túi đằng trước ra. Xả một cho chị Thùy Trần. Xả một rồi, ok các chị gái lên trên mã xả một và kèm số điện thoại nhá. Cái này là quần bò giấy. Đó, chiếc bò giấy mặc là sướng nhất luôn. Xả một kèm số điện thoại. Ok chị Oanh Phạm có. Rồi, tiếp cho các chị yêu mã này luôn này. Lên trên mã này luôn là tạp dề và kèm số điện thoại 34.000 một cái. Tạp dề và kèm số điện thoại gửi chị xem cho chị rồi à. Cái này các chị lên cho em mã này luôn. Cái này như là xỉ đóng hết rồi anh ơi. Ở ngoài đấy còn bao nhiêu cái? Hả? Thế không, không còn để lên, nào lên mẫu này đâu. Mẫu này thế còn lợ đơn của xỉ ấy. Mỗi chị đã đóng mười mấy cái rồi. Mẫu này không còn để đóng đâu. Ok, xả một cho chị Nguyễn Hương Nhài. Anh chào chị Thanh Mai Nguyễn, xả một ba cái cho chị Hằng Anh. Cái tiếp tục cái này các chị lên cho em mã này luôn nào, nào. Gì nhỉ? Tạp dề và kèm số điện thoại nhá. Tạp dề và kèm số điện thoại kiểm bao nhiêu lượt chia sẻ với anh ơi. Hôm nay kiểm tra được không? Lên trên mã này luôn là mã tạp dề 34.000. Tạp dề 34.000 xả 1 2 cái. Ok chị gái duyên lô. Lên trên mã này luôn ạ. Cái tạp dề của em này này. Nào nó có chỗ để chị em mình lau tay luôn, rất là đẹp luôn này. Đấy hai bên này nó thiết kế chỗ lau tay cho các chị luôn. Đó, lau khô tay cho mọi người luôn. Chị nào lấy tạp dề comment tạp dề và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị là 34.000 đồng một cái. Đấy, có chỗ lau tay cho chị em mình luôn nha. Có chỗ để lau tay cho chị em mình. Các chị comment giúp em tạp dề, thấy chưa? Đấy, có cái chỗ, hai cái chỗ này các chị lau tay. Ví dụ đang rửa bát mà đi nấu cơm hay là đang rửa bát mà nghe điện thoại các thứ, các chị lau tay vào đây luôn cho em. Mình đeo tạp dề và mình đứng ở bàn ăn, không bẩn quần áo, không ướt áo, được chưa? Dồn đơn hồi chiều nhé. Đúng rồi, dồn đơn từ trưa đấy. Tạp dề chị Nguyễn Yến, xả một chị Nguyễn Hương Nhài, xả một cho chị Duyên Lô rồi. Tạp dề hai cái chị Phượng Huy. Đang nai rồi chị ơi, còn một màu trắng chưa nai thôi. Còn màu trắng chưa nai thôi chị Vũ Xuân Trường. Lên cho em mã này luôn là tạp dề và kèm số điện thoại. Tạp dề và kèm số điện thoại cho em nhá. Giá em bán cho các chị đây này. Màu trắng này còn mấy gì? Anh. Màu trắng này còn 2 gì? Các bác lên cho em mã này luôn là xả bao nhiêu? Xả 15 à? Xả 15 cách số điện thoại. Mẫu này lười treo thế nhỉ? Cái móc của nó đâu nhỉ? Móc bé đâu nhỉ? Sao dạo này chả treo hàng gì cả này. Lên cho các chị má này luôn là xả 15. Bao nhiêu cân thì bao nhiêu cân này. Chốt đơn trưa mai rồi, ok chị gái Thiên Vi. Tạp dề 34.000 cho chị Lắng Hạ. Lắng Hạ lâu lắm mới thấy chị Lắng Hạ. Lắng Hạ này. Cái này các chị lên cho em má này luôn. Má này là má gì? 16 cân đến 22 cân xả bao nhiêu? Xả 15 á? Xả 15 kèm số điện thoại. Xả 15 kèm số điện thoại cho em 16 đến 22 cân. Các bác lên cho em má này luôn là xả 15. 16 đến 22 cân. 16 đến 22 cân nốt cho các chị này. Xả 15 cái chất của nó mọi người nhìn gần cho em này. Xả 15 và kèm số điện thoại cho em 67.000. Xả 15. 67.000 nhá. 67.000. Chị yêu nào lấy xả 15 comment xả 15, em không đọc tên mã này. Có đúng 2 gì thôi đúng không? 2 gì mã này thôi, xả 15 kèm số điện thoại. 67.000. Chị yêu lấy xả 15 comment xả 15 cho em. Xả 15 kèm số điện thoại. 16 cân đến 22 cân rồi. Đẹp quá mà không có xe to. Không có 35 cân thì mới buồn chứ. Like size to đi em. Chị Thu Trà size to bé gái bé trai. Xả 15 nhá, kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là chip 3D. Chip 3D. Cái này đủ size từ 14 đúng không nhỉ? 16 á. 16 đến 28 cân. 16 đến 28 cân comment cho em chip 3D. Các chị có nhìn này, chất liệu là cốt tông Thái, co giãn tốt. Co giãn tốt thoải mái, không bay xù, không dầu vải. Lên cho em mã này luôn là chip 3D. Ok chị Yến Long, sơ mi size nhỏ á chị, sơ mi size nhỏ nhà em nó chỉ có tầm đấy thôi chị ạ. Các chị lên cho em mã này luôn là mã xả chip 3D và kèm số điện thoại cho em. Em bán chip 3D các chị 45.000 5 cái. Xả 15 ok chị Oanh Phạm, lên cho em mã này luôn là xả 10 à, chip 3D kèm số điện thoại. Chip 3D kèm số điện thoại cho em. Em bán chip 3D cho các chị gái này còn. Chip 3D nhá, 45.000 đồng 5 cái. Chị yêu nào lấy chip 3D comment chip 3D. Tội gì các chị mua ra ngoài mua 20.000 cái, 25.000 một cái. 9.000 bây giờ tính ra các chị được mua 9.000 nhá. Comment. Chị Thùy Trần lên số điện thoại cho em. Chị Thùy Trần lên số điện thoại. Ok chị Phương Nguyễn. Bé trai 41 lên 3 cái 3 màu rồi. Ok chị Thiên Vi. Rồi ok chị Xanh Hà. Chip 3D chị Vi Vi Oanh. Em cứ bán 45.000 5 cái.
Chị nào thích lấy 10 cái càng tốt. Nhá, chip 3D và kèm số điện thoại. Cái này là cái gì đây anh ơi? Cái này là cái gì đây? À, thấm dầu. Thấm dầu vào mặt hả? Ôi giời. Em chết mất rồi. Ôi giời ơi, buồn cười quá. Các bác ạ, lên cho lại chip 3D nhá. Ok, chị Anh Nguyễn có, ok, chị Nguyễn Liên có. Cặp đi học thêm cho bé, còn mỗi của bé trai thôi phải không nhỉ? Còn mỗi của bé trai thôi, ok, chị Hà Mình có, ok, chị Thương Vũ có chip 3D. Chị Thanh Mai Nguyễn có chip 3D. Con mừng của em là chip 3D kèm số điện thoại, ok, chị Lắng Ấm Mùa Đông có. Em còn lốt một cái này, cặp đi học thêm bé trai xả lốt cho chị ba. Đâu? Cặp đi học thêm hôm nọ họ lấy rồi. Cặp đi học thêm bé trai lốt cho các chị 30.000. Còn đúng một cái thôi, các chị lên cho em cặp đi học thêm này. Mua ngoài, các chị mua ngoài 70-75 nghìn đấy. Lên cho là cặp đi học thêm bé trai và kèm số điện thoại cho em lốt một cái 30.000. Chị nào có đơn thì hoan hỉ thôi nhá, tại vì hàng này không về nữa nên là em cũng không trả, em cũng không đọc tên. Mã này của em còn một chiếc duy nhất, em xả lốt 30.000 đồng. Các chị yêu lên cho em là cặp đi học thêm và kèm số điện thoại. Cái bộ quần áo mưa qua là hết rồi đúng không? Cặp đi học thêm và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị yêu là còn bao tiền nhỉ? 30.000 đồng. 30.000 đồng. Được chưa? Keo dán này. Cái này là keo dán khô. Cái này là các chị dán được từ giày, dép, túi xách nhá, gốm, sứ, gỗ, đồ gỗ, keo dán khô. Cái dòng này của em dùng rất là ok. Các chị lên cho em mã này luôn là keo dán. Keo dán đa năng. Cái này như hôm nay có chị nào lấy một dây nhưng mà không đi được đơn ấy, thì là bây giờ mới còn hàng thôi. Lên cho em là keo dán đa năng 5.000 một tip. 5.000 đồng một tip. Comment của em keo dán đa năng kèm số điện thoại này. Comment của em là keo dán đa năng và kèm số điện thoại cho em. 5.000 đồng một tip. Cái này dùng rất là sướng luôn. Chị Sa và Hà có đơn chip 3D. Cái này chip này là về chip hộp đúng không anh ơi? Comment keo dán đa năng kèm số điện thoại nha. Keo dán đa năng 5.000 một tip. Được cho 5.000 đồng một tip keo dán đa năng. Các bác comment keo dán đa năng kèm số điện thoại. Thì như nay có một đơn chị nào không đi được ấy. Cái này còn từ xa bao nhiêu đến bao nhiêu? 18 cân. Keo dán đa năng, ok chị Vi Vi Oanh. Cái này các chị lên cho em này. Chip hôm nay về toàn size to phải không? Không có size bé đâu. Phải không? Đây đây, sao thế, sao hôm nay đơn nào thiếu? Các chị nhìn cái chip, chip nam này, chất của nó đẹp lắm. Các chị ra ngoài mua 60-65 nghìn một cái, 70 nghìn một cái nhá. Ok, chị Ngọc Ánh comment chip, à keo dán và kèm số điện thoại. Chị Thùy Trần có keo dán, chị Ngô Hồng Ánh có keo dán. Ok, chị gái luôn, comment cho em mã này luôn là chip nam. 50-75 cân, 50-75 cân. Comment chip nam nhá, em bán 50 nghìn 2 cái. Các chị ơi, 50 nghìn 2 cái quần chip nam này, dòng thông hơi này. Đấy là chồng mà chồng chip, chồng em mà khen, ok các chị gái. Nói chung là các anh khó tính lắm các chị. Riêng nam các chị không cần mua nhiều, hàng chuẩn xịn đẹp cho các chị luôn. Keo dán đa năng cho chị Minh Hào, Nguyễn Hào. Ngày mai chị Minh Hào, Nguyễn Hào chốt đơn nhớ nhắc nhân viên là có quà tặng không đồng giúp em nha. Keo dán đa năng cho chị Mai Khuyên, keo dán đa năng cho chị Nắng Ấm Mùa Đông. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là chip, quần chip nam và kèm số điện thoại. Quần chip nam 50.000 hai quần nhá. Chị Phượng Kim có keo dán đa năng đấy, 10 tip. Comment cho em mã này luôn là quần chip nam, keo dán đa năng cho chị Thuần Nông. Lên cho em mã này là quần chip nam và kèm số điện thoại cho em. Keo dán đa năng 2 tip, ok chị Phương Lê. Comment keo dán đa năng chị Vũ Thơ có rồi, chị Phượng Huy có. Keo dán đa năng kèm số điện thoại. Bộ áo mưa của hàng Sơn Thủy. Được chưa, toàn bộ hàng này của em là hàng công ty nhá. Giống cái bộ áo mưa người lớn á các chị em. Cái này mọi người comment cho em mã này luôn là xả 17 đúng không? Xả 17 đúng không? Xả 16. 18 đến bao nhiêu cân? 18 cân đến 45 cân, các bác lên đơn cho em mã này. 18 cân đến 45 cân, mỗi size một màu nha, không chọn được màu. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả 16 và kèm số điện thoại. Em bán 74.000 đồng cả bộ như này. Toàn bộ dòng áo mưa của hàng Sơn Thủy này. Được chưa ạ? Các chị lên cho em mã này là xả 16 và kèm số điện thoại. Em like áo bé gái rồi, ok chị gái. Lên cho em xả 16, có size từ 18 cân đến 45 cân. Không chọn màu được đâu, tại vì là mỗi size em có một màu nhá. Size to đâu rồi? Size to là size 14 à? Xả 16 và kèm số điện thoại, chip nam 2 quần, ok chị gái luôn. Xả 16, cái này các chị chốt nhanh cho em này. Đấy, 74.000 đồng ạ. Toàn bộ dòng này của em là gì ạ? Hàng của công ty. Chip nam 50.000 2 quần. Các chị ơi, lên cho em mã này luôn ạ. Mã này lên cho em mã này luôn là xả 16 và kèm số điện thoại. Lấy 2-3 bộ cho các con cũng được. Rồi ôi, mùa này vào mùa đông rồi, vào mùa lạnh rồi mà. Em chào chị gái Hoàng Lan nhá, lâu lâu mới thấy. Lên cho em mã này luôn là xả 16. Được chưa, có size đến 45 ký.
18 cân đến 45 cân. Mẫu này trai gái mặc hết cho em. Trai gái mặc hết nha. Xả 16 và kèm số điện thoại cho em 18 cân. 18 cân đến 45 cân em chốt đơn. Cho 18 cân đến 45 cân em đủ size vừa. Em xả lót các chị yêu, con này xả 16 74.000 đồng một bộ. 74.000 đồng một bộ. Chị Đặng Luyến có xả 16, chị Hương Ngọc có xả 16, chị Vi Vi Oanh có xả 16. Xả 16 cho chị Kiên Thảo, chị Hương Ngọc. Lên cho em mã xả 16 và kèm số điện thoại. 74.000 đồng một bộ ạ. Này, các chị ơi, hàng này rồng siêu dai luôn. Chưa ạ, con mượn hộ em xả 16 nha, 74.000 ạ. Mỗi mộ mỗi màu một size, mỗi màu một size nhí. Xả 16 cho chị Lanh Nguyễn, xả 16 cho chị Phượng Kim. Áo mưa, đúng rồi, cái này là áo mưa nha. Áo mưa, đây, chị nào thích giảm cân mặc như này đi nhảy dây. Con mượn xả 16 và kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá các chị ơi. Thật sự các chị là đẹp quá. Ok, chị Vi Vi Oanh. Nói chung là size này là size to. Chị Vi Vi Oanh ơi, nếu mà lấy bộ như em đang mặc là size to nha. Còn đây như này là size chung chung này. Đó, ui dồi, hình con chuột Mickey này. Xinh lắm, nói chung là bé bé thì nó có cái hình xinh xinh. Còn to to như này nó không có hình đâu. Tại vì là trường hợp là các chị em mình mua, các chị em mình mặc mà. Nó thiết kế, trước khi nó thiết kế nó nghĩ rồi. Con mừng cho em mã xả 16, các chị nhìn này. Trời ơi, hàng này xịn xò con bò lắm. Xả 16 cho chị Vàng Sứ. Áo thun nam trên 40 cân đó chị, có cái mẫu chèo sao. Con mừng xả 16 cho em nha, mỗi màu một bộ nha. Mỗi màu một bộ, mỗi màu một bộ. Anh ơi đây, đúc vào em với này. Xả 16 kèm số điện thoại 18 cân đến 45 nhá. Hàng này nhà em là nó phân size, phân màu. Phân size, phân màu. Chị ạ, phân size, phân màu cho các chị gái. Con mừng hộ em xả 16 nhá mọi người. Giá em bán các chị là 74.000 đồng ạ. Rồi ok chị gái luôn. Thế chị còn bé hơn em còn 47 cân đấy. Em 47 cân đấy. Xả 16 ok chị Nguyễn Thắm. 74.000 chất đẹp lắm luôn đấy. Hàng công ty mà xịn sò. Rồi qua mã này. À bút chữ A hôm nay quên nhỉ. Không nên chảo lên chụp đây. Áo kia các kiểu đây. Xả 16 chị Hoàng Anh. Cái này các chị lên cho em mã trà. Mã này là con mừng bút chữ A cho em. Một hộp bút chữ A này của em là 12 cây. Giá là 29.000 đồng. Con mừng bút chữ A và kèm số điện thoại nhá. Bút chữ A và kèm số điện thoại. Một hộp bút chữ A này của em là 12 cây. Giá là 29.000 đồng một hộp. Chị yêu nào lấy bút chữ A, con mừng hộ em bút chữ A. Để cho bút chữ A và kèm số điện thoại cho em ạ. Một hộp của em là 12 cây. Giá là 29.000 đồng. Ok chị gái luôn. Con mừng hộ em à. Bút chữ A và kèm số điện thoại màu xanh với cả màu đen. Tưởng là lâu lắm rồi quên em rồi không thấy vào. Bút chữ A kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng một hộp. Còn thau 5 bái không? Còn cái bộ thau 5 món còn không anh ơi? Ôi dồi ôi, áo này của em nó đỉnh cao luôn. 55.000 đồng. Mã lên đơn cho các chị luôn. Xả 18 á. Xả 16 cho chị Ngân Thanh. Bút chữ A cho chị Nguyễn Ngọc Anh. Bút chữ A và kèm số điện thoại ạ. Em không còn bút lến đâu chị. Bút lến hết lâu lắm rồi ạ. Các chị ơi lên cho em mã này luôn ạ. Mã này con mừng cho em mã này luôn là xả 17 ạ. Xả 17 em có size từ 14 cân đến 20 cân. Xả 17 kèm số điện thoại cho em 14 đến 20 cân. Màu hồng nhạt này. Màu này của em là màu hồng đậm này. Màu này của em là màu vàng này. Màu này của em là màu hồng tươi này. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả 14 đúng không? À xả 17. Xả 17 14 đến 20 cân phải không? Các chị ơi 14 đến 20 cân nha. Xả 17 cho em 55.000 đồng. Ga chun 1m8 2m nhà em hết rồi ạ. Nhà em chỉ còn 2m2 thôi. Em đang may. Ga thì nhà em đang may nhé. Xưởng chưa xả xong. Bút chữ A 2 hộp. Ok chị Lanh Nguyễn. Lên cho em mã này luôn ạ. Mã này con mừng cho em mã này luôn. Bút chữ A cho chị Uyển Nhi. Mã này các chị yêu lên đơn cho em mã này luôn là gì nhỉ? Xả 17 và kèm số điện thoại. Ok chị Xanh Hà có bút chữ A. Ok ngày mai chốt đơn thì bút chữ A 29. Mã này con mừng xả 17 cho em. Giá là 55.000 đồng. Xả 17 55.000 đồng một cái nha. Size 14 đến size. Mẫu này em còn này 14 đến 20 cân. Xả 17 và kèm số điện thoại cho em. Xả 17 và kèm số điện thoại cho em 50.000. À 55.000 đồng. Xả 17. Chị gái lấy xả 17. Comment xả 17 hộ em. 55.000 đồng. Xả 17 màu hồng cho chị Phan Kim Anh. Xả 17 cho chị Hoa Hướng Dương. Ok chị gái Hoàng Lan. Xả 17 đến tầm 6 tuổi chị ạ. 6 tuổi nhá. Comment xả 17 cho em kèm số điện thoại. Đẹp lắm. Lên cho em là xả 17. Xả 17 4 chiếc 4 màu đủ size. Ok chị Lê Thị Nga. Xả 17 cho chị Đặng Luyến. Xả 17 cho chị Kiều Thanh. Quần bò bé gái size to còn không anh? Lấy bao nhiêu cân chị Lắng Ấm mùa đông? Còn bộ người lớn còn chị nhá. Còn quần áo rời người lớn còn. Xả 17 cho chị Ngân Thanh. Lên cho là xả 17. Em bán các chị 55.000 đồng một áo.
xả 17 kèm số điện thoại. Đây là giấy thấm dầu, giấy thấm dầu của thức ăn khổ. Anh xem cho em trong này bao nhiêu cái chưa. Giấy thấm dầu khổ, em không vào, em không phải là dân nhà bếp. Khổ chồng em bảo phát là thì à, rán rán cá rán kia là cho vào đây à, hay là cái gì, rửa cá rửa kia cho vào đây, thiết thà thịt thà cho vào đây, nó thấm luôn à, nó hút khô luôn à. Con mượn cho em mã này luôn. Ôi dồi ôi, các chị có thích dùng mã này không, để em chốt đơn. Có 21 cân nha chị Uyển Nhi, xả 17 cho chị Sang Nhà, xả 17 cho chị Mai Khuyên, xả 17 cho em ạ. Rồi ok, chị Tuyết Vui Phạm có xả 17, con mượn cho em mã này luôn là xả 18. Thấm dầu chịu. Đây nó thấm thịt thấm cá. Thấm dầu ăn à, thấm dầu ăn. Con mượn cho em mã này là xả 18 cho em ạ. Xả 18 cho em. Khổ đấy, đây là gọi là kiểu dân không làm bếp bao giờ ấy các chị. Em không bao giờ vào bếp mà, ít khi lắm. Bần bần cùng bất đắc dĩ thôi cái này. Em bán các chị là còn à 40.000 một, à đâu, đúng rồi, 40.000 một tuyếp này đi, 40.000 một cuộn này đi. Các chị lên xả 18, ôi nhiều chị chốt thế à. Xả 18 cho em. Chả biết các chị mua ngoài bao tiền, 40.000 nhá. Lên quần áo người lớn đi chị. Ok chị gái, xả 18 cho chị Phan Kim Anh. Xả 18 cho em kèm số điện thoại nhá. Em bán ra chị là 40.000 một cuộn này, 40.000 một bịch cuộn thấm dầu này. Comment xả 18 và kèm số điện thoại. Thật, em kiểu như là chả bao giờ em vào bếp. Thôi cái này em không bán đâu anh ơi. Xả 18 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị đúng rồi, thật ra là em xong live rồi em còn bán hàng trực tiếp rồi các kiểu nữa cơ. Còn bộ người lớn còn chị Lan Anh còn bộ người lớn còn rất nhiều, nhưng không biết các chị thích lên mẫu gì thôi. Cái mã này các chị lên cho em là bình giữ nhiệt và kèm sổ ta. Không, em không lên được đâu. Mai lên nốt trả đơn thôi. Cái mã này các chị lên cho em mã này luôn là xả 19 và kèm số điện thoại cho em ạ. À comment là bình giữ nhiệt đi. Cái này là fix giữ nhiệt ấy, nó giữ nhiệt siêu tốt nhá. Cái này là lõi chống nóng, lõi chống nóng là lõi Elox 304. Lên cho em mã này luôn ạ. Comment cho em mã này là bình giữ nhiệt cho em ạ. Em bán các chị 45.000 một bình ạ. Rẻ quá, rẻ đúng bằng tiền các chị đi ra chợ mua cái bình nhựa. Hàng này các chị mang nước đi học cho bé bằng nước nóng, nước lạnh đều ok nhá. Comment cho em ạ, mặc được đi làm à. Mặc được đi làm thì bây giờ chỉ có quần thôi ạ. Rồi ok chị Uyển Nhi lên đây này, mã đằng sau này mã không biết xả bao nhiêu nhỉ. Áo trắng đằng sau là mã xả bao nhiêu nhỉ anh ơi. Xem like cặp đi à chị. Cái này các chị lên cho là bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại cho em ạ. 45.000 một cái nhá. Lõi Elox của em là lõi Elox 304. Được chưa, lõi Elox 304 comment bình giữ nhiệt cho em. Được chưa, em bán cho các chị 45.000 một bình. Thật sự luôn là cái giá này các chị biết đấy. Hàng này cực kỳ rẻ rồi. Cái này là lô thanh lý chứ còn trước em về cái bình heo cho các chị em bán là 59.000 mà bé tí luôn. Cái dòng này của em là được 500ml nhá. Còn đợt trước em bán là có 400ml rồi. Đợt trước lên cho là bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại ạ. Bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại ạ. Còn ạ, à, còn bộ lửng à. Con mình bình giữ nhiệt và kèm số điện thoại nhá. 45.000 đồng một bình. 45.000 nhá. Bộ lửng nhà mình còn cái gì nhỉ? Quần bò bé gái còn không nhỉ? Bộ lửng của nữ à? Hay là lên cái bộ hãng thôi. Có bộ hãng bình giữ nhiệt cho chị Vân Canh. Rồi ok, cái này các chị lên cho là xả 19 cho em chip gen. 49.000 đồng 5 quần chip gen. Chị nào lấy cái này comment xả 19. 49.000 5 cái quần chip gen. Chị nào lấy quần chip gen này comment xả 19 cho em. 49.000 đồng 5 cái nhá. 49.000 đồng 5 cái 5 màu cho các bác. Được chưa, lên rồi em mã xả 19 và kèm số điện thoại. Xả 19 và kèm số điện thoại cho em. 49.000 đồng 5 quần. 49.000 đồng 5 quần chip gen. Chị yêu nào lấy cái mã này comment hộ em xả 19. Xả 19 và kèm số điện thoại cho em. 49.000 5 cái. Hả? Chị Thùy Trần ơi, lên cho em xin số điện thoại nhá. Đặt hàng nhớ để lại số điện thoại nha các bác ơi. Lên cho em mã xả 19 kèm số điện thoại này. Cái này các chị lên là dao nhật và kèm số dao nhật nhỏ, dao nhật to. Đợi lên quần áo cho con mà đi. Đợi lên quần áo cho con đi học mà đợi mãi. Chị Lắng ấm mùa đông em lên từ nãy giờ quần áo đi học cho bé cũng nhiều mà chị. Lên từ đầu live giờ cũng nhiều quần áo đi học mà. Chip nữa là 49.000 năm quần.
lên cho em cái quần dời u mì đấy anh ơi, quần dời u mì này, với lại lên bộ bộ người lớn, có cái bộ hôm qua ấy, có bộ hôm qua cầm một bộ màu vàng size L đây em mặc luôn. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là giao nhật nhá, kèm số điện thoại. Đây đợi em một tí, chồng em lấy hàng đã. Giao nhật nhỏ là 39.000 đồng. Common giao nhật nhỏ, áo đằng sau của em là 59.000 đồng, size đến 50 cân. Giao nhật to, các chị common cho em giao nhật to 45.000 đồng. Được chưa, chị nào lấy giao nhật, common giao nhật và kèm số điện thoại cho em. Giao nhật nhỏ là 39.000 đồng. Giao nhật nhỏ là 39, giao nhật to là 45. Lên cho em mã hàng giao nhật và kèm số điện thoại. Xả 19 năm quần dồn đơn lưu, ok chị. Lên cho em mã này luôn là giao nhật to, giao nhật nhỏ, kèm số điện thoại. Giá em bán các chị giao nhật là còn 39.000, giao nhật nhỏ, giao nhật to là 49.000. Đây lên cho các chị bộ này. Bộ này tối qua chị nào xem rồi thì em like, có like buổi like tối qua nữa này. Còn like tối nay em xả lốt các chị 75.000 đồng cả bộ này luôn. Cái này là chất gấm, chất lụa gấm hàng cao cấp. Được chưa? Bé không vừa, bé nhà chị bao nhiêu cân hả chị Láng Ấm mùa đông? Xem em có hàng không đã, nếu không có là không có đâu chị ơi. Lên cho các chị mã này luôn, mã xả 10 xả 20. Nhưng mà xả 20 này của em chỉ còn size L thôi. Xả 20 này của em chỉ còn size L. Các chị sẽ từ 48 cân này. Đấy, xả 20 của em là toàn bộ hàng Quảng Châu. Size L 48 cân đến tầm 62 cân thôi. Không có size bé hơn ạ. Các chị lên cho em mã này luôn là xả 20 và kèm số điện thoại. Em chốt trên line cho các chị 75.000 đồng. Rồi ok chị gái Khuyên Hoàng. Nhà em đi đơn từ 2 sản phẩm nha mọi người. Nhà em trang chốt đơn cho các, đi đơn cho các chị từ 2 sản phẩm. Sao nhận to chị búp pha. Lên cho em mã này là xả 20, các chị chọn màu này. Xả 20 các chị yêu mình chọn màu này. Rồi nhà còn đầy hàng đây ạ. Đâu bé nhà chị Nắng Ấm mùa đông bao nhiêu cân ạ? Giao nhật to cho chị búp pha. Rồi ok chị gái, ok chị Thùy Trần. Cái mã này các chị yêu comment cho em xả. Ôi dồi ôi em mặc ngược. Thế chị xả 20 cho em ạ. Giá em bán các chị là 75.000 cả bộ ạ. 75.000 cả bộ, em mặc nó hơi bị rộng một tí. Bình thường em mặc size M. Cái này em chốt từ 48 cân nhá. Em mặc bị rộng. Đó, chị em chốt từ tầm 48 cân, 28 cân. Bé gái 28 cân bây giờ chắc không còn rồi nhỉ. Anh nhỉ. Bé gái tầm 28, 25 cân trở lên là đã không còn hàng rồi. Hôm nay có mấy cái di quần bò đây. Có mấy di quần bò bé gái mẫu mới đấy anh. Cầm vào đây cho em đi. Xem nào. Hình như có 2 di quần bò mẫu mới đấy. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả 20. Con này rất rất đẹp luôn. Cái này là chất đũi gấm nhá. Nhìn thấy thôi là đã thấy sang rồi ạ. Để cho em bán các chị cả bộ như này 75.000 đồng. Xả 20 có size nhá. Em trang bán toàn bộ hàng là có size. Các chị nhìn từ cái chun quần nó may này. Từ cái chun quần nó may đẹp như này cho các chị gái luôn. Chưa ạ? Yên tâm luôn là không bao giờ lo gì ạ. May xấu hay không là nó ở cái chun quần này này. Đó. Đẹp lắm luôn. Không bao giờ lo vặn vẹo chun. Comment xả 20. Rồi ok chị Thùy Trần, ok chị Lan Anh. Xả 20 cho em ạ. Khoác bé chị. Khoác bé Paka chị ơi. Xả 20 có màu hồng nhá. Đẹp quá mấy chị ơi. Xả 20 màu nào lên cũng đẹp này. Xả 20 màu hồng này. Xả 20 màu này của em là màu đỏ ạ. Chị yêu nào lấy xả 20 comment xả 20. Em bán 75.000 cả bộ này. Các chị ra ngoài mua 90, 100, 101, 120 mới được một cái áo phông nhá. Còn những cái bộ dòng Quảng Châu như này các chị mua có toàn 150, 160 thôi. Toàn 150, 160 một bộ thôi, em bán 75.000 đồng. 75.000 đồng. Được chưa? Lên trên mã xả 20 và kèm số điện thoại màu vàng, màu vàng, màu đỏ và màu hồng. Các chị yêu comment giúp em xả 20 nhá, kèm số điện thoại. Xả 20 và kèm số điện thoại cho em 75.000 ạ. 75.000 đồng nha mọi người ơi. Lên là xả 20 cho em kèm số điện thoại. Xem có cái quần bò bé gái hay cái mẫu gì bé gái không? 28 đây, 28 cân đây rồi, quần legging đây rồi. Lên bộ khác đi chị. Tiếp tục cho em mã này luôn là xả 21. Quần legging thì có size từ 17 cân à. 18 đến 26, lại hết 28 à. Ôi dồi ôi. Mẫu này hôm trước toàn size to thì hôm nay lại hết size to. Quần legging cho bé gái xả lốt 45.000, chị nào chốt được comment luôn cho em mã này. Quần legging cho bé gái nhá, xả lốt cho chị 45.000 đồng. Comment xả 21. Xả 21 lốt cho các chị 45.000 đồng quần legging cho bé gái. 17 cân cũng vừa đấy, 6 tuổi ấy. Đẹp lắm quần legging này. Quần legging này mặc 4 mùa quanh năm. Được chưa? Lên trên mã này luôn là xả 21 và kèm số điện thoại cho em. Nốt cho các con giá 45.000 đồng. Chị yêu lấy xả 21, comment xả 21 kèm số điện thoại nhá. Các bé sẽ được chốt với giá 45.000 ạ. Chị nào lấy xả 21, comment xả 21. Xả 21 và kèm số điện thoại. Xả 21 cho chị Hà Vân.
xả 20, xả 20 cho chị Tuyết rồi, xả 21 cho chị Uyển Nhi. Lên cho là xả 21 và kèm số điện thoại. Lốt cho các chị 48. 48. Cái quần bò mẫu mới thấy không? Lên cùng luôn đây à? Xả 21 cho chị Tuyết vui sạn. Rồi lên. Rồi, xả 21 là cái quần quần legging của bé đấy. Tiếp tục cho em mẫu xả 22. Không còn 28. 38 cân là chốt trong mẫu thể thao rồi. Ủa, quần bò bé gái này có đến sang bao nhiêu cân đây? Đây. Size to đây rồi, chị ơi, size to đây rồi. 15 đến 35 cân nhưng mà size to có mỗi 1 2 cái thôi. Nhưng ngày mai này đóng thêm không biết là có về kịp không nhỉ, cái xe ngày mai ấy. Xả 22. Rồi ok chị gái, lên quần baggy 55, quần baggy thì không còn rồi. Quần baggy 55 cân không còn nhỉ anh nhỉ, còn nguyên size L. Đừng chị nào thả mặt, đừng chị nào thả mặt phẫn nộ, chị nào thả phẫn nộ đây. Em chặn bây giờ. Cái này các bác lên đơn cho em áo này luôn là xả. Xả 22 đúng không? Xả 22 kèm số điện thoại. Bộ em mặc 75.000, xả 22 cho em ạ, 15 đến 2 là đến 35 cân. Chốt nhanh các chị ơi, đẹp quá cái dáng quần này 75.000 này. Rồi, cái dáng quần boy boy của nó đẹp dã man luôn, dáng quần ống đứng như này. Comment xả 22 và kèm số điện thoại. Mẹ cái lô này về đắt hơn tận 10.000. Xả 22 kèm số điện thoại cho em. Legging là 45 nốt. Em hay mặc quần áo size L là chuẩn size L luôn đấy các chị. Ngày mai nhà em sẽ xin chiều cao cân nặng các chị nhá. Lên trên mã này là xả 22 đúng anh ơi. Rồi ôi các chị ơi đẹp quá. Xả 22 của em đẹp quá mấy chị ơi. 75.000 đồng. Lấy hai cái, em lấy hai hình nhá, 15 cân. Cái lô này về em bị đắt hơn 10.000. Chị nào cách đây tầm khoảng 2 3 hôm mua được cái lô buổi trước là có 69.000 thôi nhỉ. Buổi trước là có 69.000 đồng thôi nhá. Đợt này về nó lại đắt hơn một tí. Xả 22. Được chưa? Em bán 75.000 đồng. Xả 22 kèm số điện thoại. Ok chị Hương Ngọc có, chị Bích Nguyễn có, xả 22. Comment của em xả 22 kèm số điện thoại là 75.000 đồng. Ok chị Lắng Ấm mùa đông. Có cái này có đến ba mấy cân đây, 38 à? 35. Xả 22 kèm số điện thoại 35 cân. Comment xả 22 nhá, cái đấy đẹp lắm, quần bò bé gái này này. Được chưa? Lấy hai cái, lấy hai hình. Ba cái ba hình xả 22. Từ 15 cân nhá, 15 cân đi lên. Từ 15 cân cho đến 35 cân, comment xả 22. 15 cân mấy tuổi? 15 cân thì tầm 3 tuổi, 3 4 tuổi à? 3 4 tuổi cho em. Xả 22 cho chị Oanh Phạm, xả 22 cho chị Tú Anh. Comment xả 22 và kèm số điện thoại cho em. 75.000 một quần. Đây, nhặt cái đấy vào đây gì? Này, xả 22 kèm số điện thoại cho em. Tiếp cái này này. Xả 22 kèm số điện thoại cho em trang các chị nhận đơn hàng nhá. 45.000 đồng à, 75.000 đồng một quần. Tức cái lồng ngực. Đấy, xả 22 rất đẹp luôn. Các chị nhìn cái form may của nó này. Nhìn cái form may của nó này, 75.000. Chất rất đẹp luôn. Xả 22 cho chị Đặng Luyến, xả 22 cho chị Thanh Mai Nguyễn, xả 22 cho chị Mạnh Ly, xả 22 cho chị Thu Trà. Xả 22 kèm số điện thoại, lấy hai cái, nhớ comment hai cái và lấy cho em. Lên tiếp các chị xả 23 này. Xả 23 là quần u mì sọc cho bé gái. Comment xả 23 cho em. Xả 21 bao nhiêu cân vừa? Xả 21 là cái gì chồng? Quần legging đến 28 à, đến 26 cân nữa thôi. Cái này quần này của em là còn size đến 45 cân này. Quần này lốt cho các chị 55.000, xả 23. Cái quần này của em là chất u mì Hàn đấy. Chất u mì Hàn. Con này em có size từ bao nhiêu cân đây nhỉ? 35 cân. Đây còn size L. Cái này còn size bé lắm. 35 cân đến 40 cân rồi à? 35 đến 45 cân. 35 đến 45 cân, mã này lên trên là xả 23. Xả 23 còn nguyên 35 đến 45 cân. Xả lốt cho chị 55.000 nhá. Quần này là quần u mì. Chị nào lấy cái này comment cho em xả 23 kèm số điện thoại. Úi dồi, có 55.000 đồng sợ dài. Cái này là chất u mì. Xả 23 kèm số điện thoại cho em. Xả 22 cho chị Khương Ngân. Cái này lên là xả 23 nha mọi người nhá. Xả 23 là quần u mì dáng thể thao cho bé. Đấy chưa, xả u mì. Áo em không có 28 cân nữa rồi. Không có mẫu nào 28 cân nữa rồi, hết rồi chị ạ. Tiếp tục xả 24 cái bộ vịt này cho các con. Có size cho bé yêu từ khoảng à, bộ vịt màu hồng là có 10 cân đến 18 cân. Hết 16, hết 18, còn nguyên 16. Ok chị Thịnh Mai. Lên cho em mã này, cho em xin cái quần à,
cái quần lửng u mì vip thì anh ơi của gái á, xả 232 cái đủ size. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả 24. Xả 24 cho em. Ok chị Nguyễn Thu sao có. Chị Thịnh Mai xả 23. Anh ơi thả 23 có một cái 23 cân đây này anh này. Ghi ghi vào đấy đi anh ơi. Cái xả 23 cái quần u mì này này anh. Đây có một số đây. Ok. Cho chị Thịnh Mai này. Làm ơn cho em xem size 15 cân đi quần bò dài gái chị. Ôi giời. Ơ cái quần bò dài bé gái vừa nãy em lên đây. Nó chỉ có như thế thôi. Ok chị lắng ấm mùa đông. Quần bò bé trai. Quần bò bé trai còn 38 cân còn cái màu xanh xanh á anh nhỉ. Cái lên các chị là xả 24 nhá, 64.000 đồng. Xả 24 64.000. Chị nào lấy xả 24 comment của em xả 24 64.000 ạ. Các chị lên comment giúp em xả 24 và kèm số điện thoại nhá. 64.000 đồng ạ. Xả 23 không phải là cái quần sọc đấy à? Cái lên xả 24 ạ. Bộ vịt của em là có size 10 đến 16 cân. Bộ vịt hàng Quảng Châu này. Xả 24 cho em 64.000 đồng cả bộ này. Các chị comment xả 24 nhá. Chị yêu nào lấy xả 24 lên cho em mà xả 24 và kèm số điện thoại này. 64.000 ạ. Quần bò bé trai 26 cân thì có hàng. Ui dồi like từ nãy giờ rất nhiều mã 26 cân. Xả 24 chị Thùy Dương. Túi xốp để chăn ga gối còn không cho chị một cái. Chị Yến Linh ơi, cái túi bạc đấy à? Túi bạc còn không anh? Quần sọc đỏ là 55.000, quần u mì đấy thì xả 24 chị Thơm Hoàng, xả 24 chị Thùy Dương, lốt cho các chị 64 nhá. Xả 24 kèm số điện thoại. Đây cái quần quần bò bé trai 26 cân là mẫu bò. Cái bò xanh này cũng có đến 26 cân mà nhỉ. Cho em xin lại cái mẫu bò xanh bé trai này đi. Cái mẫu này đẹp đã mang 75.000. Xả 19 cho chị Anh Nguyễn. Rồi ok chị gái. Đẹp quá mấy chị ơi nhìn này. Đây chị nắng ấm mùa đông ơi. Cái này em có 17 đến 26 cân. 17 đến 26 cân các chị lên cho em mã này luôn. Rồi xả 24 một bộ hồng cho chị Mai Quyên. Cái này cho em xin lại cái mã nào. Đây rồi. Em có ở đây rồi nhưng ý là em không nhớ mã luôn. Đây lên cho em là xả 4. Chị lắng ấm mùa đông ơi lên cho em lại mã này này. Ưng mã này thì comment xả 4 cho em. Mẫu này của em sẽ dành cho các bé từ 17 đến 26 cân đúng không? 17 cân đến 26 cân comment cho em mẫu này là xả 4 và kèm số điện thoại cho em. Bộ em mặc là quần dài chị ơi. Bây giờ quần mùa thu mà quần dài. Các chị lên xả 4 nhá. Em bán xả 4 cho các chị là còn 75.000 một quần. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là xả 4 và kèm số điện thoại. Chip bé gái em lên rồi chị Quỳnh Mây. Xả 4 và kèm số điện thoại cho em. Xả 4 và kèm số điện thoại giúp em. Đèn học lốt cho các chị 129.000 đồng một cái. Comment đèn học kèm số điện thoại này 129. 129.000 đồng một cái đèn học có màu xanh với màu hồng. Các chị lên hộ em đèn học kèm số điện thoại. Toàn bộ đèn này là đèn dòng đèn chống cận của hàng công ty Rạng Đông. Comment ở đây còn này còn màu xanh ở đây. Ở đây hai cái mẫu này toàn màu xanh. Các bác lên đơn là đèn học cho em. Kèm số điện thoại cho em 129.000 đồng. Bé gái 38 cân bộ dài bò dài không em chưa có hàng ạ. Lên cho em mã này luôn là mã đèn học và kèm à. Có cái mẫu có hình cho em tí. Lên cho em mẫu này là mẫu đèn học và kèm số điện thoại cho em. Đấy 28 cân thì có hay nhưng mà cái áo có cổ cơ. Các chị hỏi có cổ cơ. Lên cho em mã này là mã đèn học. Xả 426kg ok chị nắng ấm mùa đông. Đèn học kèm số điện thoại cho em. Giá 129. Áo hip hop bé trai vẫn còn. Bộ em mặc là 75.000 ạ. Bộ em mặc có 75.000 đồng thôi. Chị nào lấy đèn học comment cho em đèn học kèm số điện thoại đi. Đèn học kèm số điện thoại cho em đi. Đây này áo 28 cân nhưng có mẫu này cũng rất là đẹp luôn này. Mẫu này các chị mix với cái xả 1 của em là đỉnh luôn. Năm mẫu này các chị mix với xả 1 là đỉnh luôn. Mẫu này vừa nãy là mẫu xả mấy nhỉ? 28 cân đến 45 cân. Chứ là mẫu này 45.000 hàng Quảng Châu. Áo cái chất của nó đẹp vô cùng luôn. Áo này các chị mix với quần xả 1 này là đẹp cực kỳ luôn. Nhá. Áo này các chị mà mix với quần mấy cái mã xả 1 này thì đẹp cực kỳ luôn. Cái mã này của em là xả 22 à? Cái mẫu này của em là xả 12. Xả 12. Đó các chị nhìn này. Lên cho em mẫu này là xả 12 và kèm số điện thoại. Xả 12 là áo lơ hồng. Giá 45.000 có size từ 28 đến 45 cân. Chị nào lấy xả 12 comment xả 12. Quần bò bé trai 38 cân thì không biết là còn cái nào không. Còn kẹp tóc cho bé gái không em còn chị ơi. Còn.
Đây lên túi bạc cho các chị, comment cho em túi bạc nhá. Túi bạc này em không về hàng nữa đâu, nên là chị nào có nhu cầu chốt thì chốt đi. Túi bạc dòng này của em to khỏe. To phải nói là vừa to vừa khỏe vừa bền. Được chưa? Túi bạc hàng hai khóa này, khóa chấp nhá. Cái này các chị lên cho em mã là túi bạc và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Túi bạc này các chị đựng có gọi là thoải mái quần áo cả nhà. Ví dụ như các chị mùa đông sang hè, các chị cất hết quần áo mùa đông vào đây cho em. Được chưa? Cho cái tủ nó đỡ chật. Túi của em to như này. Nhá, comment cho em là túi bạc và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng một cái. Lên hộ em mã túi bạc 39.000 đồng. Chị nào lấy túi bạc comment túi bạc cách số điện thoại 39.000 đồng một cái túi bạc. Được chưa? 39.000 đồng một cái túi bạc như này. Các chị gái lên comment giúp em là túi bạc kèm số điện thoại. Lấy một cái, hai cái, ba cái tùy mọi người. 39.000 đồng to dã man. Xả 12 cho chị Hương Đào. Rồi ok chị An Suzy. Áo hồng 28 cân dồn đơn chị Thu Trà ấy, lên cho em mã là xả 12 với. Chị Thu Trà lên xa mã cho em là xả 12. Không ngày mai nhà em không biết mã áo hồng là mã nào đâu. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là túi bạc và kèm số điện thoại nhá. Túi bạc. Được chưa? To lắm luôn, không phải hàng bé tí đâu. Cái này là túi đựng đồ cho các chị đấy, đựng đồ gia đình để các chị cất đi ấy, cho nó gọn lắm. Chưa? Ví dụ như mùa đông các chị xạ, mùa hè sang mùa đông thì các chị cất hết quần áo mùa hè của cả nhà vào đây này. Hoặc là không cần cất quần áo mùa hè, các chị cất chăn màn các thứ đều ok. Nhát cho vào đây cho em cho rán nó khỏi nhấm này, chuột khỏi cắn mà không bụi bặm gì cả. Đến mùa sau mình dở ra dùng mình vẫn thơm luôn. Comment cho em là túi bạc kèm số điện thoại. Ok chưa? 39.000 đồng. Chị Uyển Nhi hai cái, chị Nguyễn Thu Sao một cái, chị Kiều Thanh một cái. Rồi ok, em cảm ơn chị Thu Trà. Các chị cứ comment mã vào đấy cho em là dễ nhất nha. Không ngày mai nhà em một like em like không biết bao nhiêu cái áo hồng hồng. Rồi túi bạc cho chị lắng ấm mùa đông. Cái quần này là bây giờ chỉ còn nguyên size 33 đến 38 cân thôi phải không? 33 đến 38 cân, 85.000 quần này. Các chị lên đơn mã này là xả 25 và kèm số điện thoại. Em còn có 2-3 cái thôi. Xả 25 và kèm số điện thoại cho em 85.000 đồng. Ok, túi bạc cho chị Dinh Nguyễn. Được chưa? Túi bạc cho chị Hương Đào, kẹp điện thoại cho chị Kim Phượng. Lên đơn cho em mã này luôn là xả 25, 85.000 đồng. Túi bạc hai cái cho chị Bút Pha. Ok chị gái luôn. Chị nào chốt mã này comment cho em mã này luôn ạ. Chị yêu à, cái dán này anh ơi còn dán ở đây không? Các chị ơi lên đơn cho em mã này ạ. Mã này các chị túi bạc hai cái. Ok chị Lớp Linh, comment cho em mã này luôn là xả 25 nhá. 33 đến 38 cân cho em ạ. 33 đến 38 cân. Cái dòng này là dòng size ngày trước là nó có đủ size ạ. Rồi ok chị gái Trung Hoàng, ngày mai nhà em gọi đến chốt đơn nhé. À, cái túi cái quần này ngày trước nhà em đủ size đến 45 46 cân đấy. Bây giờ nhà em nó hết size rồi, lốt 85.000 nhá. 85.000 đồng. Comment xả 25 kèm số điện thoại. Bây giờ các chị lên tiếp cho em phải dán 3D. Không phải đâu, comment móc dán thôi. Comment móc dán cho em. Các chị ơi, các chị lau sạch mặt phẳng các chị muốn dán nhá. Lau sạch đi, đừng để nó có bụi. Lau sạch đi, các chị bóc cái này ra, các chị dán vào cho em ạ. Nó siêu chắc luôn. Các chị có thể dán trên đá nhá. Các chị có thể dán trên mặt kính, dán trên mặt đá. Các chị dán cạnh bếp để các chị treo những cái như kiểu là muôi thì son chảo này, nồi liêu này. Các chị có thể treo cạnh gì ạ, nhà tắm. Để treo quần áo, treo các cái loại như kiểu gậy rửa mặt, gậy tắm các thứ đấy. Hoặc là treo cạnh bàn học cho con, để treo cặp sách, treo mũ bảo hiểm này, treo quần áo này. Được chưa? Lên cho em má này luôn là móc 3D và móc dán và kèm số điện thoại cho em 19.000 đồng. Cái này móc này chắc lắm luôn các chị ạ. Móc dán kèm số điện thoại cho em. Ok chị gái Thu Trà có đơn ạ. Chị gái Hương Đào có xả 25. Lên cho em má này luôn là móc dán nhá. 19.000 đồng một cái như này. 19.000 đồng một dây như này các chị nhá. Rất tiện luôn, nhà nào cũng có thể dùng. Chị nào lốt chốt móc dán comment móc dán cho em. Rồi đây tiếp tục cho các chị cái quần này. Quần này mọi người comment cho em mã này luôn là mã quần VIP của nữ đấy các chị. Quần u mì của nữ. Quần u mì lửng của nữ này 48.000. Xả 26. Được chưa ạ? Có size cho các chị từ 38 cân đến 58 cân. Hàng này của em là đủ size này. S, M, L 38 đến 58 cân. Cái này là dáng ôm co giãn. Comment cho em mã này luôn ạ. Mã này comment cho em là xả 26. Cho thêm chị cái áo trắng rồi ok chị gái luôn. Chị Dinh Nguyễn ok chị. Các chị có thể lấy hai cái, em lấy hai cạp này. Chị ạ, hai cái em lấy hai cạp, ba cái em lấy ba cạp cho các con. Lên à, ba cạp cho các chị, xin lỗi mọi người. Lên cho em mã này luôn là xả 26 đúng không? Có size đến 58 cân nha mọi người nhá. Hàng này của em là đủ size hả? Ok, còn đến size L thôi. Cái mẫu này em còn đến size L 53 cân đổ về. Xin lỗi các chị, còn đến 53 cân đổ về. Các chị lên cho em mã này luôn, móc dán cho chị Hương nào. Xả 29. À đâu, xả 26 chứ đúng không anh nhỉ? Chị gái ơi lên hộ em mà xả 26 với.
Chị Lan Anh ơi, lên hộ em là xả 26 với. Các chị ơi nhìn này, hai túi đằng trước này, hai túi đằng sau. Quần này của nó là toàn bộ là vải u mì Hàn ạ. Quần này mặc đẹp lắm luôn đấy. Xả 26, cách số điện thoại nhá, 48.000 đồng. Móc cá nó chị bút pha. Lên trên mẫu này là xả 26. Chị nào lấy một cái comment thì comment xả 26. Còn chị nào lấy hai cái nhớ comment hai cái. Có thể hai cái em lấy hai cái cạp này khác nhau này. Được chưa? Đấy, hai cái hai cạp khác nhau, ba cái ba cạp khác nhau. Lên cho là xả 26 và kèm số điện thoại. Có kiểm tra được lượt chia sẻ không? Xả 26 và kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục cho các chị là xả 27. Ô, cái mẫu này em nào hỏi còn không thì kêu hết. Cái mẫu ba lỗ này bao nhiêu chị hỏi này. Quần tây cho bé 28 cân em lên rồi ạ. Thêm cho chị hai túi bạc nữa nha. Rồi ok chị gái Uyển Nhi, ngày mai gọi đến chốt đơn. Lấy 4 cái, 5 cái cũng được, tùy mọi người. Các chị comment tiếp cho em. Nhưng mà thôi lốt ngày mai, chắc lốt là đơn này là em không về hàng đâu. Thứ ba đã bán nhiều quá rồi. Xả 26 chị Dinh Nguyễn. Nên chị nào có nhu cầu chốt thì mọi người chốt nhé. Cái cổ của nó này, toàn bộ dòng viền cổ như này cho các chị. Các chị lên đơn trên mã này luôn ạ. Comment trên mã này luôn là xả 27 ạ. 45.000 một áo. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn xa cho các con từ 28 đến 35 cân thôi. Đúng không nhỉ? Áo hip hop cho bé trai. Size từ 28 cân đến size 35 cân này. Các chị ơi, chất áo của nó đẹp vô cùng luôn. Chị nào lấy cái này comment giúp em là xả 27 và kèm số điện thoại. Xả 27 và kèm số điện thoại. Các chị được chọn màu. Màu cam, màu này của em là màu trắng này. Áo hip hop cho bé trai. Comment xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Màu này của em Trang là màu đỏ. Lên cho em mẫu này là xả 27. Áo hip hop bé trai. Xả 26 2 cái ok chị gái luôn. Xả 26 màu cam vẩy sơn này. Màu vàng vẩy sơn nữa này. Lên cho em mẫu này là xả 26 các chị nhá. À xả 27 nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. Giá em bán tại live cho các chị là còn 45.000 một áo. Toàn bộ hàng này của em là hàng có đệm cổ như này cho các bé, không lo chảy cổ nhá, không lo bị bẩn cổ, giặt rất là dễ luôn. Được chưa? Lên áo bé trai đi chị. Áo bé trai 26 cân thì em không còn hàng đâu. Áo bé trai tầm 26 cân bây giờ còn có mẫu nào nhỉ? Áo mùa thu thôi nhỉ. Mã này comment cho em là xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Em bán các chị lốt là 45.000 một cái nhá. 45. Ngố bé trai 23 cân. Bây giờ chỉ còn mỗi cái ngố bò giấy thôi nhỉ anh nhỉ. 32 cân ấy, còn cầm lốt đây đi. 32 mà. Hôm nay em like vẫn còn size 40 nhưng mà chưa nên chốt rồi sao? Xả 27 và kèm số điện thoại cho em nhá. Xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Thôi sau này không có bán được hàng nữa thì chắc là đi đi đến công ty may để đi làm gập quần áo như này. Còn đến 33 cân á? Cái quần hip hop xịn ấy mà còn đến 33 cân á anh? Thế mà hôm nọ anh bảo hết. Xả 27 nhá mọi người nhá. Đây bây giờ em lên cho các chị cái mẫu này. Thật ra cái quần áo bé trai là tầm hai mấy cân tự nhiên nhà em lại hết chị. Nhà em lại không còn chị, buồn ghê cơ. Bao nhiêu khách hỏi. Xả 27 này là từ 28 cân chị ơi, 25 cân hơi rộng đấy. Xả 27 màu cam màu đỏ đấy chị Tuyết vui fan. Lên cho em mã này luôn là xả 27 và kèm số điện thoại này. Xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Giá bán các chị là 45.000. Đây thêm còn cái mẫu này này. Từ 20 cân à? 20 cân đúng không? Đến 32 cân à? Đến 32 cân. À 18 cân đến 32 cân. Các chị ơi các chị mua cái dòng này bên ngoài rẻ nhất là 95.000 nhé. Em bán các chị mẫu này còn 55.000 nốt. Xả 28 kèm số điện thoại. Legging nha chị. Legging hoặc bò giấy bé gái 38, 39 cân. Cái này các chị lên cho em mã xả 28. Xả 28 quần u mì dáng hip hop cho bé trai. Size từ 18 cân đến size 32 cân. Nốt cho các chị 55.000. Nốt cho các chị yêu là 55.000 đồng. Comment cho em mã này luôn ạ. Cái này là dáng ngố nhá, túi hộp này. Chất rất là đẹp luôn. Xả 28 và kèm số điện thoại. Xả 28 và kèm số điện thoại. Bộ đang mặc em còn chưa? Bộ đang mặc của em là xả 22 phải không? Xả 28 và kèm số điện thoại cho em. 55.000 đồng. Em chỉ có dáng thể thao đấy thôi chị Hương Đào. Bộ em mặc là xả 20 chị ạ. Có màu đỏ, màu đỏ, màu hồng ạ. Bộ em mặc là xả 20, đỏ, hồng, vàng. Giá là 55, à, giá là 75.000 đây. Bộ em mặc đây, em treo cho các chị yêu. Bộ em mặc đây. Chị yêu lấy bộ em mặc comment bộ em mã xả 20 nhá. Xả 20 có 3 màu.
Chiều lấy xả 20, con mừng xả 20 đỏ vàng hồng. Được chưa? 48 cân trở lên. Xả 2833 cân cho chị Nga Thanh. Lên cho là xả 28 và kèm số điện thoại. Cho là xả 28 và kèm số điện thoại cho em. Bộ inox 5 món này còn 2 bộ à? Đây là 3 món à? Bộ 5 món hết rồi à? Cái này của em là bộ inox 3 món. Các chị lên cho em mã này luôn là xả 29. Giá tiền của nó lốt cho các chị là 65.000 đồng cả bộ này. 65.000 đồng một bộ chậu inox 3 món như này. Các chị vừa làm chậu vừa làm tô. Cái này các chị lên đơn cho em mã này luôn là xả 29 và kèm số điện thoại này. Xả 29 và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán các chị luôn. Xả 28 chị Nguyễn Hà, xả 28 chị Hoàng Khuyên, xả 28 chị Tuyết Vui Phan. Lên là xả 28 kèm số điện thoại. Còn cái bộ chậu này các chị lên cho em là xả 29. Xả 29 nốt cho các bác luôn này. Xả 29 65.000 đồng một bộ. Chị nào lấy xả 29 comment xả 29 kèm số điện thoại. Xả 29 kèm số điện thoại cho em xin được chia sẻ đi nha. Hôm qua không tặng rồi. Lên cho các chị xả 29 và kèm số điện thoại cho em. Còn cái quần ngố bé trai này chốt xả 30. Ngố bò bé trai này lốt xả 30. Xả 30 này của em sẽ có 18 cân. 18 cân cho các bé đến 35 cân này xả 30. Cái này là chất bò giấy. Em xả lốt các chị 35.000 đồng. Xả 2832 cân cho chị Trung Hoàng. Xả 29 cho chị Dinh Nguyễn. Đấy, các chị mua một cái như này 65.000 ở bên ngoài luôn. Đây 65.000 đồng 3 cái. Xả 20. Cái này còn có 3 bộ thôi phải không? Hả? Lên cho các chị mã này luôn là xả 30. Xả 30 nhá mọi người. Xả 30 là 35.000 đồng. Chị nào lấy xả 30 con mình xả 30. Áo áo bé trai mà 23 cân. Cái mẫu mà pha pha kiểu kiểu kia không còn à anh ơi. Đợt này nó cứ hết hàng, nó chẳng có hàng, buồn lắm. Bán hàng đợt này nó chán lắm các chị. Cái vòng lắc con thảm tập lốt này 99.000 đồng thảm tập. Các bác lên đâu là thảm tập, hàng này của em toàn bộ là thảm tập 3 lớp này. Thảm tập 99.000 đồng. Xả 29 cho chị Kiều Thanh. Lên cho em ạ. Cái mã này comment cho em chào chị Ma Thế Vượng nhá. Lên đâu được em mã này ạ? Thảm tập và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng một cái ạ. 99.000 đồng một cái thảm tập. Các bác lên hộ em ạ. Cái vòng lắc của em đâu anh ơi? Bộ chậu 5 món hết hàng rồi sao nhỉ? Xả 20, 50 cân màu đỏ, màu vàng. Ok chị Thùy Linh ạ. Các chị ơi lên cho em mã này ạ. Mã này comment hộ em là xả thảm tập và kèm số điện thoại nhá. 99.000 đồng một cái ạ. 99.000 đồng một cái. Mọi người comment thảm tập cho em. Thảm tập kèm số điện thoại 99.000 đồng. Ôi chảo đây, chảo đây. Chảo và kèm số điện thoại cho em. Bữa em đặt mà không thấy dao à? Em không còn chiếu tre đâu chị. Xả 29 không phải là cái bộ chậu 5 món à? Bộ 3 món này. Xả 29 là bộ chậu 3 món. Xả 30 là cái quần à? Rồi ok chị Hiếu Thảo có xả 30. Cái này các chị lên là kệ điện thoại nhá. Kệ điện thoại là 35.000 đồng nhá. Kệ để điện thoại này 35.000 đồng một cái. Mọi người comment hộ em là kệ điện thoại kèm số điện thoại cho em 35.000 đồng nhá. Xả 30 ok chị gái Trung Hòa. Các chị lên cho em mã tiếp theo là mã chảo. Chị nào lấy chảo comment chảo. Chảo 39.000 đồng. Cái chảo này là chảo mini size 24cm. Chị yêu nào lấy chảo comment chảo. Có váy và chân còn và còn áo và chân váy nhá. Chị ơi chị Nguyễn Hà đợi em một tí em lên lại cho. Cái mã này các chị lên cho em mã này luôn là chảo và kèm số điện thoại cho em. Size 18cm, comment chảo và kèm số điện thoại. Cái dòng này là chống dính siêu tốt. Các chị ốp trứng này. Ốp trứng này, nấu mì buổi sáng này. Vừa đỡ tốn dầu mỡ, xong lại đỡ tốn ga. Thảm tập, ok chị gái Hương Đào. Thảm tập 99.000 đồng. Comment cho em mã này luôn là chảo và kèm số điện thoại cho em. Được chưa, 39.000 đồng một cái. Tiện lắm. Nhiều khi ốp 1-2 quả trứng nấu gói mì. Cho lên cái nồi to thì to quá. Đúng không ạ? Comment cho em mã chảo và kèm số điện thoại. Áo bé gái đằng sau của em là 67.000. Qua rồi chị ơi. Cái mã này các chị lên tiếp cho em mã này luôn này. Cái này của em là bộ cờ. Bộ gì nhỉ? Bộ cờ vua. Con mượn của em bộ cờ vua này. Bộ cờ vua em bán các chị có bao tiền nhỉ? 69 phải không nhỉ? Hả? 59.000 á. Ôi sao rẻ thế. Kệ điện thoại hai cái cho chị Kiều Thanh. Đợi em một tí cho em tua lại váy các thứ cho nhá. Lên cho các chị mã này luôn. Là bộ cờ vua và kèm số điện thoại này. Bộ cờ vua và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Bộ cờ vua kèm số điện thoại cho em. 59.000 đồng một bộ. Xả 29 ok chị lắng ngấm mùa đông. Nhà chị nào có hai bé mua cho các con về các con chơi. Khỏi chơi điện thoại. Comment cho em bộ cờ vua có 59.000 đồng thôi. Comment bộ cờ vua kèm số điện thoại nhá. Cái này cái chân có cái nam châm hít này. Được chưa? Lên rồi em bộ cờ vua kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. 59.000 đồng bộ cờ vua. Chị yêu nào lấy bộ cờ vua comment hộ em bộ cờ vua và kèm số điện thoại nhé. Xem mã bao nhiêu á chị.
Em sợ cái mã áo đây hết rồi chị. Xong rồi nữa em bộ cờ vua kèm số điện thoại. Hết size to ấy. Bộ cờ vua và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng một bộ. 59.000 đồng một bộ cờ vua. Lên cho là bộ cờ vua rất là tiện luôn. Nhà các chị mà có hai bé, hoặc là các chị có thể nếu mà các chị biết chơi thì mua về chơi với con, còn không biết chơi thì mua về xong lên mạng học, lên mạng học cho các con chơi nhá. Con mời em bộ cờ vua kèm số điện thoại 59.000 đồng. Ok chị Uyến Nhi, ok chị gái Nguyễn Yến có bộ cờ vua, lên cho là bộ cờ vua 59.000 đồng. 59.000 đồng một bộ cờ vua. Chị nào lấy bộ cờ vua con mời bộ cờ vua kèm số điện thoại. Tiếp tục đây em xả lại cái xả một cho các chị nhá. Xả một cho các chị là váy của bé này, size cho bé gái từ xả một là size cho bé từ 15 đến 40 cân. Cái mã này em vừa mặc thử rồi, các chị comment cho em mã này luôn là xả một và kèm số điện thoại. Ok chị Bùi Trí Thiện, các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Mã này comment giúp em luôn này. Cái này các chị yêu lên cho em mã này là xả một. Xả một dành cho các chị gái có size từ 15 cân đến 40 cân. Comment xả một và kèm số điện thoại. Hôm nay chị Quỳnh Phan không có lượt chia sẻ nào à? Chị Quỳnh Phan lại không thấy đứng ở trong này. Comment cho em mã này luôn là xả một và kèm số điện thoại cho em. 15 cân đến 40 cân nha, xả một. Các chị yêu lên giúp em xả một kèm số điện thoại này. Xả một và kèm số điện thoại cho em 15 cân đến 40 cân. Em bán các chị là 59.000 đồng. Lấy hai cái em lấy hai hình thêu, ba cái ba hình. Cái này là quần giả váy cho bé gái. Rất là đẹp luôn. Comment cho em mã xả một kèm số điện thoại để cho em bán tại live cho các chị yêu với giá là còn 59.000 đồng một quần nhé. Lên cho em mã hàng xả một. Xả một kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. 59.000 đồng đẹp lắm. Chị nào lấy xả một comment xả một. Chị bị chặn chia sẻ rồi. Comment xả một và kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Sao lại thế nhỉ? Buồn thế. Xả một kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Cái này lên cho các chị khăn mặt hàn này. Khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em. Khăn mặt hàn. Xả một lấy hai cái thì comment hai cái. Ok chị Hương Đào có hai cái. Xả một luôn. Lên cho là xả một và kèm số điện thoại nhá. Tiếp tục cho em mã này là mã khăn mặt hàn. Xả một cho chị Nguyên Hà. Cho em cái áo, em nhớ cái áo không? Dép mẹ còn nguyên size bao nhiêu? Dép mẹ bây giờ các chị lên cho em khăn mặt hàn này. Hàng chuẩn, hàng siêu thị bán luôn. Khăn mặt hàn hàm loại 1, 49.000 đồng 5 khăn mặt hàn. Em mix cho các chị 5 màu. Áo mà có cái nữ đồ đây này, 20 đến 26 cân đấy, nhiều không? Có vòng ở đây này. Các chị lên cho em mã này luôn. Xả một cho chị Phương Lê. Mã này các chị yêu comment cho em nát nữa em sẽ công bố mini game bây giờ. Comment cho em mã này luôn ạ. Khăn mặt hàn kèm số điện thoại cho em. Khăn mặt hàn 49.000 đồng 5 cái. 49.000 đồng 5 cái. Ok chị. Ok chị gái Phùng Hằng có đơn xả một. Lấy một cái thì không cần comment, nhưng lấy hai cái trở lên là các chị phải comment nhá. Comment xả một kèm số điện thoại. Tiếp tục cho các chị mã này. Em xin phép tua lại một tí thôi. Chị nào có nhu cầu các chị chốt luôn, tại vì sát vào năm học rồi nên là hàng này em chuẩn bị là không về nữa đâu. Em bán một hai hôm nữa là em không về. Nên các chị có đơn các chị đi kèm vào đơn luôn cho em mã này. Comment cho em mã này bút chì. Bút chì của hàng Thiên Long. Bút chì của hàng công ty Thiên Long ạ, toàn bộ dòng bút chì 2B ạ. Một hộp này của em là 10 cái ạ. Em bán cho các chị gái giá là còn 18.000 đồng một hộp. Một hộp của em là 20 cây. À một hộp của em là 10 cây, xin lỗi các chị. Bộ rổ inox còn, chị Trung Hoàng ở đây. Nhưng mà em còn ít lắm. Comment bộ rổ inox cho em đi. Em bán là thôi thôi, đợi em một tí giờ lên mã cho. Các chị comment cho em mã này luôn là bút chì nhá. Chị nào có đơn đi kèm vào đơn hàng đi. 10 cây như này giá có 18.000 đồng thôi. 18.000 đồng một hộp 10 cây. Các chị lên cho em mã này luôn là bút chì và kèm số điện thoại. Đấy, bút chì kèm số điện thoại cho em 18.000 đồng một cây nhé. 18.000 đồng một cây. Con một nội em là bút chì, toàn bộ một dòng bút chì 2B nhé. Khăn mặt hàn ok chị bút pha. Lên cho em mã là bút chì và kèm số điện thoại 18.000 đồng một cây. Rồi tiếp cho các chị mã này luôn. Đợi em một tí xem tua lại dép mẹ cho. Bộ rổ chậu inox các chị lên đơn. Cái bộ này của em là 5 món hàng xuất Nhật. Được chưa? Em được hai món rồi, ok chị gái luôn. Cái này các bác lên đơn cho em mã này luôn là xả bao nhiêu rồi nhỉ? Bây giờ lên đó chị xả 31 cho em, 59.000 đồng cả bộ nhá. 59.000 đồng một bộ 5 món. 59.000 đồng một bộ rổ chậu inox 5 món như này cho các bác. Được chưa? Em đăng ảnh rồi, các chị lên đơn cho em mã này luôn ạ. Là mã xả 31 kèm số điện thoại, 59.000 đồng 5 món nhá. 59.000 đồng một món nó cũng mua được chứ không phải là 5 món. 59.000 đồng tính ra các chị mua 11.000 cái này. Nhờ, 59.000 đồng 5 món, comment cho em mã này luôn. Xả 31 cách số điện thoại.
em còn có mấy bộ thôi. Xả 31, đây ảnh của nó đây, xả 31, 59.000 đồng 5 món. Được chưa? Ok chị gái lớp này. Dép mẹ, rồi ôi hôm đầu các chị được mua rẻ quá. Hôm đầu các chị được mua đủ size, hôm nay không còn đủ size đâu, 20.000 một đôi. Comment vào đây cho em mã dép mẹ và kèm số điện thoại. Còn nguyên size 38 đến size 40 à? Còn nguyên size 39 và size 40. Ok chị Nắng Ngấm Mùa Đông, ok chị Bình Nguyễn, ok chị Nguyễn Hà. Lên cho em mã này luôn là dép mẹ kèm số điện thoại 20.000 một đôi. Cái giá 20.000 thì các chị không phải lăn tăn rồi, không bao giờ phải lo về giá. Mỗi tội là không có size các chị thôi. Em phải nói thật sự luôn, cái này thì không bao giờ phải lăn tăn về giá. Nhưng mà không biết là có size các chị đi vừa không, 39 và size 40. Chợ lên cho em dép mẹ kèm số điện thoại. Mà đằng nào mùa đông rồi các chị cần đi nhiều dép, đi trong nhà, đi nhà bếp, đi nhà tắm, đúng không? Comment cho em dép mẹ nhá. Chị nào lấy dép mẹ comment dép mẹ cho em. 20.000 một đôi, xả 31, ok chị Nguyễn Hương Nhài. Lên cho em mã này luôn là dép mẹ kèm số điện thoại, không chọn màu đâu, không chọn kiểu đâu. Ngày mai còn đôi nào mình lấy đôi đấy. Cái này em còn tầm khoảng vài đôi đấy. Hôm đầu em bán các chị 99.000 đồng 5 đôi đấy. 99.000 đồng 5 đôi này đấy. Bây giờ em bán các chị 20.000 một đôi. Được chưa? Lên cho em là dép mẹ và kèm số điện thoại. Dép mẹ và kèm số điện thoại cho em. Em chưa lên hết mẫu đâu, đợi em tí nhá. Đôi màu trắng rồi. Cái này của em không nhớ đâu chị ơi, cứ có size 39 40 là vẫn còn đủ size. Comment cho em dép mẹ và kèm số điện thoại. Hôm đầu các chị trả chốt, hôm đầu có cả dép bé. Dép mẹ kèm số điện thoại cho em. Bao giờ có cái lô này em lại thay vợt cho các chị nha. Mã mặt cười này cũng xinh này. Chà, comment cho em dép mẹ 20.000 đồng một đôi. Đấy, chị nào lấy dép mẹ comment dép mẹ và kèm số điện thoại cho em. Dép mẹ và kèm số điện thoại cho em 20.000 đồng một đôi. Chà, dép mẹ size 36, 37 cũng còn hàng đâu ạ. Hình như còn mỗi của cái chị kia là có 37 thôi đúng không? Dép mẹ còn nguyên size 39, 40. Được chưa? Đẹp quá này mày mấy chị này. Chị nào lấy dép mẹ comment cho em dép mẹ và kèm số điện thoại nhá. Ok chị Trung Hoàng, chốt đi cái này các chị đi vừa, các chị chốt đi. Không thì chốt cho bạn bè anh em gì đi. Được chưa? Tiếp tục lên các chị xả 32. Mẫu áo này có size cho bé gái từ 20 cân này, 20 cân đến 26 cân. Các chị lên comment vào đây cho em áo này luôn là xả 32 đúng không anh? Nhìn cho em cái chất áo của nó này, xịn lắm. Xả 32 và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho chị 45.000 đồng. Chị yêu là lấy xả 32, comment xả 32. Màu này của em là màu vàng này. Được chưa? Màu này của em là màu hồng này. Lên là mã xả 32 lại giúp em. Được chưa? Xả 32 màu vàng, màu hồng, hồng nhạt và hồng đậm cho em ạ. Chị gái nào lấy xả 32 comment xả 32. Em bán các chị yêu giá của nó là còn xả 32. Giá em bán các chị yêu là còn bao tiền nhỉ? Xả 32 cho em ạ. Em bán các chị gái giá luôn. Dép mẹ ok chị Nhiên nã, 45.000 đồng, xả 32 kèm số điện thoại. Chưa các chị gái lên cho em là xả 32 rồi. Ok chị gái Vũ Thơ, xả 32 màu vàng, màu hồng nhạt, màu hồng đậm cho em. Các chị comment vào đấy là xả 32 và kèm số điện thoại nhé. Xả 32 và kèm số điện thoại cho em. Rồi, em công bố mini game đây. Xả 32 45.000. Dép mẹ size 40 ok chị Vân Khanh. Hôm nay chị có lượt chia sẻ nhiều nhất vẫn là chị Đỗ Hà rồi. Đấy, hôm nọ vừa đi 8 phần quà nhá, vừa đi 8 phần quà chia sẻ. Hôm nay lại đứng đầu chia sẻ. Số lượng chia sẻ nhóm là 99 lần, 3 lần trang cá nhân. Để im em xem thử cái chị này xem nào. Em thử chị này trang cá nhân xem nào. Đấy, đây này. Chị ấy chia sẻ đây này. 3 lần trang cá nhân và 99 lần hội nhóm. 3 lần trang cá nhân và 99 lần hội nhóm. Hôm nay lại được mini game rồi chị yêu. Chị yêu còn ở đây không? Ba lô màu vàng của em ạ, xả 32 dồn đơn ok chị Hà Nguyễn, xả 32 chị Phạm Hương Kiều. Ba lô màu vàng lên cho em là gì ạ? Lên cho em là cặp bò sữa vàng kèm số điện thoại. Chị Đỗ Hà ơi mình còn ở đây không ạ? Chị Đỗ Hà ơi mình còn ở đây không ạ? Hôm nay chúc mừng chị yêu nhá. Em đã bảo rồi hôm nay các chị toàn nhận được váy bò thôi. Cảm ơn em Trang. Hôm nọ là 8 phần quà, hôm nay là lên phần quà thứ 9 của chia sẻ live stream. Rồi ok chúc mừng chị gái nha. Cứ được ghim tên như này. Chị Đỗ Hà chia sẻ giỏi thế. 99 hội nhóm, 3 lần trang cá nhân. Các chị chia sẻ đều nó không sao, nhưng mà thỉnh thoảng các chị mới chia sẻ mới sợ. Chia sẻ đều nó không sao.
Trời ơi, coi như chị Đỗ Hà chắc năm nay cứ mỗi ngày một sản phẩm nhà em rồi. Kệ nha. Nói chung các chị cứ có được nhiệt tình chia sẻ là các chị nhiệt tình nhận quà thôi. Đấy chưa? Chúc mừng chị gái nha. Này anh ơi, tặng cho chị Đỗ Hà 211. Nhớ luôn. Nhưng mà đúng là ít khi em tương tác này. Sao mình ít khi lướt Facebook thấy nhỉ? Chị chẳng thì chịu đăng gì trên Facebook mấy, nên là đằng này bọn em không thấy mấy. Hôm nay chị Đỗ Hà đứng đầu này, chị nào đứng thứ hai để ngày mai bảo chị kia cố gắng lên nào. Chị Lớp Linh đứng thứ hai đấy. Chị Lớp Linh cũng chia sẻ được nhiều đấy. Chị Nhật Vân đứng thứ ba. Chị Kiều Thanh đứng thứ tư. Chị Lớp Linh cũng chia sẻ được nhiều đấy. Ba lô của em, cái ba lô màu vàng là 125.000 ạ. Ba lô màu vàng là 125 ạ. Xá 23 rồi, ok chị Thiên Vi ạ. Mai gửi. Ngày mai các chị có đơn nhớ chú nghe thoại nhá. Chị nào mà mình muốn, chị nào mà kiểu như là mình muốn chốt đơn trước, mình gọi điện vào số 826 cho em. Gọi điện vào số 826 trên ảnh bìa ấy. Nhà em sẽ gọi điện chốt đơn trước cho các chị nhá. Chị nào có nhu cầu chốt đơn trước thì các chị cứ gọi vào số 826 cho em. Được chưa ạ? Rồi bây giờ các chị còn muốn lên gì nữa nhỉ? Bây giờ các chị còn muốn lên gì nữa để cho em lên lốt cho các chị nào? Áo gió nam các chị còn muốn lên không? Xả 32 màu vàng chị Phạm Kiều Hương, ok chị yêu. Còn chị nào là chốt xả 32, các bạn xả 32 cho em xem lại cái áo bò. Rồi ok chị Nga Thanh, áo bò dài đây. Các chị chốt luôn cho em áo này luôn là xả 33. Em phải nói thật với các chị một điều là cái áo bò này của nhà em chất nó xịn lắm luôn. Phải nói thật sự các chị là xịn lắm luôn. Ok chị yêu, bộ em mặc là 75.000 chị ơi, xả 20 đúng không anh ơi? Bộ em mặc là xả 20 giá 75.000. Đây này có 3 màu, màu đỏ đô, màu hồng và màu vàng. Áo gió bé gái, áo gió thì em chưa bán đâu chị ạ. Lên cho em mã này ạ. Mã này các chị yêu comment cho em xả 3 mấy? Xả 33 đúng không? Tua lại áo bé đằng sau á, áo bé đằng sau tua lại. Giờ không còn hàng, nó còn có 2G thôi chị. Cái mã này các chị lên đơn cho em ạ. Ngọc này của em mà đính vào này. Chưa, thấy chưa các chị nhìn thấy chưa ạ? Không nó rơi rụng ra ngoài. Cái chất này thì nó không mùi hôi, không phai màu. Em còn size từ 8 đến 18 cân, 8 đến 17 cân thôi nhỉ. Còn từ số 1 đến số 7, các chị nhìn cái may của nó này, cái túi áo của nó này, rất đẹp luôn. Trời ơi, con này phải lấy cho gạo mà con mặc nhìn xinh lắm luôn. 78.000 một áo, mã đi anh ơi. Xả 33, 78.000 một áo. Rất là xinh luôn các chị nhìn may này. 78.000 một áo, các comment xả 33, 8 đến 18 cân cho em. Xả 33 cái áo bò này không ai mặc dài đâu nhá. Cái áo bò này là mặc vừa thôi nhá, ngắn thôi đấy. Kiểu của nó phải như vậy mới đẹp nhá. Comment xả 33 cho em. Các chị nhìn cái kiểu nó may này, xịn lắm. Cái bò này là không mùi hôi, không phai màu. Xả 33 kèm số điện thoại, màu lúc nào nó cũng bạc bụi bụi như này. Rất là xinh luôn. Xả 33 các chị gái nhá. Giá 78.000 đồng. Cái này chắc em vẫn còn đủ size đấy, vẫn còn thấy nguyên gì này. Bù đấy mưa to rồi. May quá. Hả? 78.000. Chị nào chốt xả 33 comment xả 33 78.000 nha. Cái mã khẩu trang là mã xả mấy nhỉ? Rồi ok chị. Nhưng mà chặn chia sẻ mất rồi, buồn chết rồi, nhà em mưa to quá rồi. Chị ơi, nhà em mưa to quá rồi. Bồi bò đấy gái. Chị Trường Hương ơi, em lên rồi. Em lên quần bò bé gái rồi ạ. Tí nữa tua lại cho em nhá. Các chị ơi, các chị có thể xem lại like nhá. Cho chị xem lại bộ lồi. Bộ lồi nào nhỉ? Chị Lan Lan bộ lồi nào đấy? Xả 33 là của bé gái. Đúng rồi, xả 33 là của bé gái chị ạ. Áo bò đính ngọc là của bé gái ạ. Chỗ nhà em mưa to quá các bác ơi. Lên cho các bác mã lại mã này. Xả khẩu trang là xả mấy chồng ơi? Xả khẩu trang là xả mấy anh ơi? Cái này của em hình như là xả 9.
Cái này lên cho các chị là xả chín, khẩu trang cho bé hàng xịn lắm, hàng chuẩn công ty cho mọi người luôn. Không biết đây một mẫu của em đây. Được chưa, hàng này của em là khẩu trang 4 lớp và các chị yên tâm luôn là đeo cho các bé nó không bị bao giờ, không bao giờ nhá, bị dính dính những cái sợi lông lông của những cái bông bông ra ngoài. Được chưa ạ? Sẽ rất là an toàn đảm bảo cho các bé. Con mình xả chín 25.000 một hộp. Một hộp của em là gì ạ? 50 cái. Chị nào lấy xả chín comment giúp em xả chín và kèm số điện thoại này. Comment giúp em mã xả chín và kèm số điện thoại cho em 50.000 một hộp. Một hộp 50 cái. À 25.000, xin lỗi các chị. 25.000 một hộp. Một hộp này 50 cái. Con mình xả chín. Được chưa? Em đi kèm vào đơn hàng cho mọi người. Tại vì bây giờ các con đi đâu cũng cần, kể cả không dịch giá nhá. Kể cả không dịch giá đeo chống bụi, chống bụi này, chống những cái con vật linh tinh. Được chưa ạ? Con mừng cho em xả chín. Và lưu ý cho em ạ, hàng của em là hàng chuẩn công ty này. Được chưa ạ? Hàng chuẩn công ty nhá. Cái này xả chín, chị nào lấy 2-3 hộp được thì càng tốt. Được chưa ạ? Xả chín 2 hộp cho chị Lớp Linh, cho chị áo đằng áo trắng rồi. Ok, chị Hoàng Quyên xả chín cho chị Thiên Vi. Con mừng xả chín ạ. Chị ơi, xả 33 của em không có, 3223 cân đâu, cái giấy size to em bán hết rồi. Cái này các chị đây này, em còn cái áo bò còn rất nhiều nhưng mà còn nguyên size bé, không quay được cho các chị xem rồi. Lên cho là xả 9. Em bán 25.000 một hộp. Một hộp của em là 50 cái, một hộp 50 cái, xả 33. Ok chị gái Mai Võ. Lên là xả 33 và kèm số điện thoại. Anh ơi. Áo bò đính ngọc đấy. Mấy hôm trước chia sẻ nhiều không chơi. Hôm nào trả tặng chị, hôm nào trả tặng. Chị Đỗ Hà, tuần trước chị được 8 phần quà mà, hôm nào trả tặng. Tuần trước là em tặng đều luôn đấy, xả 94 hộp cho chị Hương Đào. Ok chị gái, dùng yên tâm luôn, là không bao giờ lo. Em bán đeo khẩu trang mà cứ kiểu như bị dính dính những cái lông lông ra, rất là ghét, rất là khó chịu ấy. Cho em xin cái quần legging gap, anh nhớ không? Legging gap ấy. Xả 92 hộp cho chị Thanh Mai Nguyễn. Ok chị gái luôn. Xả 91 hộp cho chị Phạm Hương Kiều. Ok chị yêu, lên là xả 9 và kèm số điện thoại giúp em ạ. Em bán cho chị 25.000 một hộp, một hộp 50 cái. Đây bây giờ em có cái mã này xả chín cho chị Tuyết Vui Phan. Ok chị gái. Cái mã này các chị ơi lên cho em này. Em bán cho các chị 50.000 hai quần. 50.000 hai quần này con mình xả 34. Cái này em còn size 8 đến size 16 cân đúng không nhỉ? 8 đến size 16 cân. Các chị nhìn này, toàn bộ hàng này của em là hàng gáp kít. Chất của nó chất cốt tông tàu. Các chị mặc đi ngủ cho bé khỏi là gì ạ? Khỏi lạnh chân lạnh tay hoặc khỏi bị mũi đốt đấy. Nói chung là quần gáp, gáp nha, hàng gáp. Lên cho em mã này luôn là xả 34. Em bán 50.000 hai cái. Toàn bộ là 50.000 hai quần này các chị nhìn này. Đó, hàng rất rất đẹp luôn. Lốt cho các chị yêu 50.000 hai quần. Cái này là 8 đến 16 cân. Xả 91 hộp cho chị Mai Võ rồi ạ. Lên cho em mã này là xả 34 và kèm số điện thoại. Xả 34 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? 50.000. 50.000 đồng hai cái. Các chị nhá, 50.000 đồng hai cái. Ok, chị Thùy Dương có xả 34. Lên cho là xả 34 và kèm số điện thoại. 50.000 đồng các chị gái có hai cái luôn. Cho 50.000 đồng có hai cái. Rồi bây giờ em nghỉ live đây, tại vì chỗ em mưa to quá rồi. Anh ơi, chỗ em mưa to quá rồi. Đấy, sấm bùm bùm rồi. Các chị ơi, em đăng live nhá. Em đăng live. Các chị có thể xem lại live, nhưng mà các chị xem lại live của tối ngày hôm nay thôi. Chứ ví dụ như các chị xem lại live của trưa là không có đâu. Live buổi trưa ấy là live em live lẻ sai nên nó sẽ không có hàng nhá. Các chị em mình sẽ xem lại live buổi tối này thì comment mã này, mã kèm số điện thoại này, mai nhà em gọi điện chốt đơn. Chị nào có đơn nhớ chú ý nghe thoại nhá. Chị nào có đơn các chị nhớ chú ý nghe thoại cho em. Mã lên cho là xả 24 nhá, à xả 34 nhá mọi người. Rồi ok chị Tuyết Vui Phạm. Rồi bây giờ em nghỉ live đây. Chúc các chị ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người. Chị yêu nào có đơn nhớ chú ý nghe thoại. Các chị có đơn cho em xin một chấm vào trong tin nhắn với. Chấm cho em xin chấm vào trong tin nhắn để cho các chị khỏi lạc em. Nhiều khi là nhà em không chạy quảng cáo. Có những chị mua hàng xong hàng đẹp, nhận hàng đẹp còn gọi điện đến bảo không tìm đến nhà em cơ. Là các chị không để theo dõi page ấy. Không để theo dõi, không để chuông thông báo, các chị không tìm được luôn ấy. Rồi bye bye mọi người nhá. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon.